Rồi chào anh chị em nhà mình á, chúng ta xem là âm thanh xem mọi người âm thanh nghe được không, anh em mình test là âm thanh xem nghe được không nhá. Ok, nghe được ha. Rồi hôm nay thì bạn Minh Nhi bạn có việc cho nên không có chưa có zoom với anh em được ha, cho nên tôi sẽ zoom với anh em kèm thực chiến cùng các anh em luôn. Rồi trong quá trình đó thì anh em có câu hỏi nào thì cứ tranh thủ viết ra, mình sẽ giải đáp cho mọi người. Nhạc thì bị giật giật, mạng chắc đang có vấn đề. Pico lên rất là mạnh, các bạn thấy cái đà lên của nó vẫn đang theo cái plan của D1 mà tôi vẽ cho anh em, là tỷ lệ vàng ở 2,618, tỷ lệ vàng Fibonacci. Nó nằm ở cái vùng 96.300 mấy đó, nó đang lên cái vùng này. Và nếu mà với cái nhịp mô hình cờ này các bạn thấy nè, lên từ đây nè, mô hình cờ lên đây thì rất là hợp lý ha, cực kỳ hợp lý, mở lên D1 nhìn nè đó, cứ hợp lý nó lên để phân nửa xong rồi nó sẽ quay và nó lên cái phân nửa còn lại, hiểu chưa, lên cái phân nửa còn lại ha. Cho nên chúng ta đơn giản lắm, chúng ta cứ canh mở cung nhỏ, chúng ta canh xuống, chúng ta bay lên thôi, 5 phút 30 phút đây, 5 phút 3 phút cứ canh xuống bay lên, canh xuống bay lên. Vừa rồi có một cái nhịp 4 giờ nó phá cái đoạn này kèm khối lượng lớn nè, cô đã nói nó break out ra mô hình này rồi, bạn sẽ lao lên thì anh em mình cứ bám như vậy mà đánh thôi. Và mặc dù biết nó còn tăng nữa nhưng các bạn biết không, tôi vẫn chốt vì sao, bởi vì á đây nè, ví dụ cái tôi chốt 10.000 đô là 10.400 mấy đô lên, ăn hơn 250 mấy triệu, tôi chốt cái lệnh ăn 250 mấy triệu chốt hết. Tổng tài khoản cô lên 40.000 đô rồi, tổng tài khoản của đã lên 40.000 đô rồi, lần trước là bữa là hai mấy ngàn đô rồi đúng không, tôi nhớ lần trước là bao nhiêu, cách đây mấy hôm nè, coi thử coi cách đây mấy hôm là tài khoản bao nhiêu nè, tôi nhớ không lầm cách đây mấy hôm tài khoản mấy chục ngàn đô à, tới 11.000 đô, 13.000 đô, 7.000 đô, 8.000 đô, bữa tài khoản có mười mấy 20.000 đô gì à, cách đây vài hôm nhưng bao nhiêu, tôi mới reset mà, tôi mới reset tài khoản mà, tôi mới reset tài khoản lại là mất tiêu rồi. Để đây đúng không, đây 29.000 đô, 29.000 đô, và bây giờ lên mức 40 rồi đúng rồi, mới đây cách đây một hai ngày đúng không, là 29.000 đô, là ngày này ngày mấy, ngày này là ngày 19 là hôm qua luôn nè, ngày 19 đây, ngày 19 up cái hình này 29.000 đô các bạn. Đúng rồi, bữa nay ăn 10.000 đô nó lên cái này gần 30 rồi, gần 30 thì ăn 10.000 đô lên 40 rồi. Trong một ngày ăn 10.000 đô. Mặc dù nó có biết là nó có tăng nữa các bạn nhưng tôi chọn cách chốt vì sao? Bởi vì á bằng cái bí quyết mà để chúng ta đánh thắng trên thị trường này, hôm bữa tôi có nói các bạn rồi, thật ra nó rất là đơn giản, đó là không áp lực. Chúng ta đánh bất cứ cái gì, chúng ta đầu tư hay chúng ta ngồi vào bàn làm phán, chúng ta làm bất cứ cái gì thì chúng ta có áp lực hơn đối phương là chúng ta thua. À, đợi chút nha, cô đi mở cái cửa cái. Anh em có câu hỏi viết ra nhé. Rồi. Cái bí quyết á, mà trade chúng ta trade thắng á, là chúng ta không áp lực. Không phải trade không, mà là đầu tư nha các bạn. Đầu tư chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta muốn thắng là trên thị trường này, tuyệt nhiên chúng ta nó chỉ hơn nhau cái áp lực à. Chúng ta càng có áp lực tỷ lệ thua chúng ta càng cao, đơn giản vậy thôi à. Cho nên vì sao tôi chốt, tại vì khi mà tôi chốt á, tôi chốt như vậy á là bắt đầu á, áp lực cũng không có, ôm 10.000 đô lãi rồi áp lực làm mày có, bây giờ mình lấy cái khoảng 5% 10% đó, đánh ít năm hay ít bao nhiêu đó là mình đu giá cao cũng được, mình cộng lên 96 rồi tùy mình hoa là như vừa rồi các bạn biết tôi chốt 40.000 đô, tôi chỉ giữ lại 500 đô thôi, toàn bộ tôi mua spot hết, tôi mua spot tôi lên, tôi múc bên đây thì lên còn đây lên cái đây cũng ăn được 2.000 đô nữa, 1.000 đô từ spot này, nếu mà lên 96 đúng không, tại vì từ 94 lên 94 94 lên 96 là 2.000 đô, 2.000 đô mà 4 tôi có 40 rồi thì tôi ăn cỡ gần 1.000 đô. Nhưng đồng thời ở đoạn này thì tôi để giữ đây 500, tôi canh xuống tôi bay lên, đó là phương pháp ha. Đó là cái cách đánh làm sao cho nó an toàn rồi. Bây giờ BGC 5 phút mình lên cao quá rồi, chúng ta phải đợi thôi, để điều chỉnh về chúng ta đánh lên, để điều chỉnh về chúng ta đánh lên chúng ta bay lên rồi.
Hãy xem anh em có câu hỏi nào thì tôi giải đáp tôi kèm mọi người ha. Anh em xem là coi xem có câu hỏi nào thì tôi giải đáp tôi kèm mọi người, còn không thì chúng ta sẽ nghe nhạc và chờ chút. Bữa nay là cái ngày mà dành cho bên anh em bên channel thi giải à, cho nên ok anh em có câu hỏi thì viết ra nha, viết ra bên cái group chat á, chúng ta có group chat đúng không, viết ra tôi sẽ giải đáp cho anh em rồi. À, một câu chuyện nữa, một câu chuyện nữa. Sáng nay tôi có báo một cái tin như vậy, tại vì nhiều ông hết sức là sàm lông, mấy ông tào lao đủ mấy trade lãng ngu rồi mà mua USDT còn bây còn mua không xong nó thì chết mẹ nó đi, đủ mấy chứ trade làm con cặc gì nữa. Không có nói hơi bị phô, xin lỗi chứ các anh chị em phải nghe những cái lời này, tại vì ngu quá, quá ngu, quá ngu. Hay ví dụ dạng như vậy nè, đúng không, nó chuyển USDT, nó chuyển mà nó nói luôn USDT luôn, không có thằng nào ngu như nó đó, không có nào mà đi mua bán USDT mà đủ máy chuyển USDT mà chuyển nó nó USDT luôn, không nào ngu như của nó đó. Vẫn có nha các bạn, vẫn có thằng ngu như vậy nữa đúng không. Thôi tôi có nói các bạn cái sẵn ở đây tôi nói luôn cái luật để các bạn biết, từng có người chuyển cho tôi 14 triệu mà nó USDT, mà nó USDT à, các bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Lúc đó ngân hàng nó sẽ có quyền nó niêm phong tài khoản các bạn lại, nó chặn lại, chứ không phải là niêm phong nữa, nó chặn lại và nó mời các bạn lên nó giải trình, tại vì cái luật là không cho mua bán USDT, không cho ripple gì đó. Việt Nam chưa có luật, đến tháng 5 2025 bắt đầu mới ra cái luật đó, nó nói trước cho mọi người luôn. À, tuần trước nha. Rồi luật đúng luật đó, để đến tháng 5 2025 nó mới ra cái luật của Ripple rõ ràng, bắt đầu mới được thừa nhận tới bây giờ chưa. Thì nguyên tắc á là chúng ta chuyển, chúng ta không muốn nói kiểu đó. Rồi giả sử một thằng nào nó ghét tôi, nó chuyển nó vậy được không? Được. Ngày xưa có một thằng nó chuyển 14 triệu cho tôi, nó chuyển 14 triệu mà nó nói mua USDT. Cái việc đầu tiên của tôi là gì các bạn biết không? Đéo trả tiền nữa, đéo trả tiền nó. Nó gọi nó anh ơi anh thông cảm em, lần đầu kệ mẹ mày, tao đéo có trả tiền, bây giờ muốn lấy tiền không, tao chỉ mày, mày chuyển sai số tài khoản, mày chuyển cho ai, mày đi lại người đó, mày đi liên hệ ngân hàng đó, tao mày đâu quen biết đâu. Sau khi tôi nhận 14 triệu đó, tôi thấy có cái dòng USDT, cái việc đầu tiên nếu mà các bạn, tôi chỉ luôn nè, các bạn mà gặp trường hợp với tôi, việc đầu tiên không xài tiền đó, gọi điện thoại lên cho ngân hàng, alo em bên ngân hàng đúng không, anh mới biết một tổ chức Việt Tân nó mới chuyển cho anh 14 triệu nè em. Tổ chức Việt Tân nó mới chuyển cho anh 14 triệu. Anh báo cho bên ngân hàng em để em biết chứ anh đéo quen này nha. Chẳng những vậy, nó chuyển cho anh 14 triệu, nó còn gửi mật mã Việt Tân nó nữa, nó ghi là USDT. Anh đang nghi đây là mật mã chống đối chính quyền. Nên anh báo cho cô em biết. Tụi mắt cô gọi như vậy đó. Xong ngân hàng nhỏ, ngân hàng nó ngồi nó phụt ra luôn, mắt nó cười với tôi luôn á. Nó thường biết mà. Thừa biết cô đang nói cái gì mà nó em ghi nhận đó, em ghi nhận đúng không, anh cũng cứ ghi âm lại nha, anh ghi nhận nha, đúng mấy vài bữa mà thằng nào mà tài khoản ngân hàng anh mà bị khóa mà kêu anh giải trình là anh đéo chịu quá. Bây giờ thằng trên trời dưới đất nào nó chuyển cho anh thì anh thấy tiền này lạ anh báo cho em rồi đó, ok chưa, vài bữa em đừng khóa tài khoản anh nha, đừng kêu anh giải trình nha, ok chưa. Bạn tôi nó hiền hiền đủ máy chuyển chuyển GDP cho nó, xong cái một tháng sau nó không báo trước, tháng sau bây giờ ngân hàng mới mới kêu lên giải trình, xong bắt đầu mình mới lên giải trình, mình nói nó giải trình nó muộn mẹ nó rồi, nó làm cam kết này nọ nữa, rồi lát làm cam kết của nó tiếp, ví dụ làm cam kết tôi là tôi chơi vậy, xong thằng kia nó ngồi quỳ lại nó kệ mẹ mày, mày muốn mày lên phường mày trình bày tao đéo trả, mày là ai tao đâu có biết, bây giờ muốn lấy tiền không tao chỉ mày, mày lên ngân hàng mày nói ngày đó tháng đó mày chuyển lộn cho ai, mày lên ngân hàng tao đâu biết mày đâu, tao đâu quen mày đâu, tao báo ngân hàng có khoản tiền chuyển nhầm cho tao gì đó, còn mày muốn lấy lại mày liên hệ ngân hàng mày lấy cho tội ngu. Có chỉ mấy ông cách đó, chỉ mấy anh em cách đó đó đó. Còn thường mấy thằng mà chuyển mà nó USDT mà chuyển ít tiền là mày không dám lên ngân hàng mày lấy lại đâu, mà chuyển nhiều tiền mày sót mày tự động mày biết lên ngân hàng mày kiếm cách mày lấy lại, là chuyện của mày có đéo quan tâm, thịt thu cho nhớ là một. Cái thứ hai sẽ có trường hợp là chuyển vô xong rồi lâu quá bây giờ mình không xử lý cái đó, vì ngân hàng nó bắt mình giải trình, mình nói mình đâu biết cái đó, nó sao không biết được, nó chuyển cho anh cả tháng trời rồi anh cũng rút tiền nó ra anh xài này nọ, anh sao không biết được, tình ngay lý gian đúng chưa. Bây giờ trả lời sao, bình thường
cái nguyên tắc á hiển như vậy đúng không? Anh chơi ripple đó, em làm con cặc gì anh, em phạt anh đi, cùng lắm dân sự thôi, luật dân sự thôi, có con mẹ đâu mà bay sợ dữ vậy trời. Em không được, nguyên tắc ngân hàng không được quyền khóa tài khoản người dân. Ngân hàng nó sợ nhất là cái gì? Nó sợ đứt băng rinh. Nó sợ đứt băng rinh. Băng rinh là gì? Mất uy tín, ai cũng rút tiền ra là băng rinh. Nếu có ai tin tưởng mày nữa, tao không gửi tiền vô trong đó, mày là mày chết mẹ mày rồi, băng rinh. Cho nên nguyên tắc tài khoản của tôi ngân hàng muốn khóa là phải có công an đơn vị tổ chức yêu cầu ngân hàng khóa nó mới quyền khóa, nó mới được quyền khóa. Còn anh kia có giải trình đúng không, lên giải trình bây giờ tao nói đó, tao không biết, nó không chịu, nó nói người ta chuyển cho mày tháng chờ mà giờ mày rút tiền cái này nọ, bây giờ mày nói không biết. Ừ vậy tao biết, tao chơi ripple làm cặc thì tao mày phạt đi, mày phạt có đóng hỏi lại mấy trăm triệu tài khoản tao, tao qua ngân hàng các tao chơi hết, không có còn, không có gì sợ đó, đéo có gì sợ đó. Không ở tù, bạn tôi á, thằng bạn tôi nó chuyển 350 triệu cho tôi, nó nốt vô, cảm ơn anh, đêm qua anh tuyệt vời quá. Ngân hàng hỏi tôi, kêu lên giải trình, tôi nói cô làm đĩ, cô làm đĩ mà, cô làm đĩ cho nên đụng má nó chuyển 350 triệu bình thường. Ủa có luật nào phạt làm đĩ hả, đúng không, có luật nào phạt làm đĩ hả? Tôi nói thôi, cô nói vô vậy đó, nhưng mà rõ ràng luật chơi rõ ràng, còn cùng lắm là biên bản em cam kết em không làm đĩ để có thể thu nhập được 350 triệu một đêm nữa đó. Không để bắt tôi đi cải tạo nhân phẩm hả, nào dám bắt. Muốn bắt á, có bạn trong cộng đồng mới hỏi ủa vậy có sao, sao mẹ gì, nếu mà chỉ cần một thằng nó chuyển khoản cho các bạn mà nó nốt vô cái đó mà các bạn bị tội á thì điều gì xảy ra? Nếu cô biết vợ các bạn, cô biết vợ ông này, vợ ông quan chức này, vợ ông quan chức nhỏ, đủ má cô chuyển vô trong đó, ông lại vợ mấy ông mà làm đĩ hả? Nó rất là phi lý. Muốn bắt mấy cái đó cũng phải tới tận giường quay phim này nó các kiểu, bắt tận tận giường. Cho nên nó mới không có gì phải sợ đó, mấy ông chơi ripple đủ má, mấy ông tỉnh táo lên giùm tôi một cái, không có gì phải sóng lên á. Thế có gì phải sợ đó. Cùng lắm đúng không? Phạt bao nhiêu? Tao chung hết. Đi đến đâu chi đến đó. À nhầm, sai đến đâu sửa đến đó. Phạt đi, phạt đi. Tao nộp. Tao sai tao nhận, tao sai tao nhận, mà có rút kinh nghiệm sâu sắc. Đông nhiên phạt tao phạt. Rồi sao? Rút qua ngân hàng khác. Ok chưa? Chơi ripple tỉnh táo lên. Có nhiều cách. Tôi chuyển ngoài vậy, câu chuyện ngoại gì, câu chuyện cho vợ, câu chuyện cho đủ thứ mà làm gì nó có chuyện từ thiện luôn, không có ông nào chuyện từ thiện như tôi á, từ thiện câu chuyện mấy trăm triệu, mấy trăm triệu từ thiện thiệt mà, không tin tôi cho cái chỗ trạm từ thiện động vật đi hỏi luôn, có phải là tôi đi nhà tài trợ chính không, có chuyện đó làm được thôi, có tiền mà, nhà có điều kiện mà. Cho nên chơi ripple cảnh báo, không có ông nào đâm vô mình được hết, chỉ cần mình đủ mạnh, mình đủ khỏe, không có nào đâm vô xuyên mình được hết, không có nào chơi mình được. Rồi một ngày đẹp trời thằng nào nó chuyển chuyển tiền các bạn, nó nốt vô được này nọ dễ lắm, nó mày gọi lên ngân hàng nó mất tiền liền, báo ngân hàng liền luôn. Em anh thấy có một khoản của tổ chức Việt Tân nó gửi vô tài khoản anh à, nó còn ra cái mật 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 khẩu ký hiệu anh nghi là chống đối nhà nước đó, nó nốt ở trong đó là mua bán UDP, anh nghi cái code này là cái mật khẩu này là chống đối chính quyền à. Em báo lên công an liền đi, đụng má cho chết mẹ nó liền, nó là nó mới là cái thằng phải đi giải trình chứ không phải mình. À, hiểu chưa? Còn các bạn để câu chuyện nó lòi, nó trôi qua 1 tháng 2 tháng rồi bắt đầu chúng ta mới ngân hàng nó khóa tài khoản chúng ta, bắt đầu chúng ta mới lên, chúng ta mới ngồi nói chuyện là muộn rồi, không có giải trình được, hiểu chưa? Nó không chấp nhận, ok chưa? Đó rút kinh nghiệm một trường hợp. Sáng nay có một số ông lên giải trình đó, một số ông kiện mà đụng nó nốt dưới đi lên giải trình, nó giải trình thôi chứ còn mẹ nó giải trình xong rồi cũng trả lại tiền cho người ta thôi, chứ không đang ngân tiền của người ta dễ lấy vậy, loạn mẹ nó, thế giới này loạn rồi, chả gì phải sợ. Ok chưa? BGC 5 phút ra cái chiến lược 1, đây là một cái bộ nến rất là quen thuộc, 5 phút 30 phút bây giờ bay lên được, hồi nãy tôi rút mẹ nó qua 40.000 đô mua spot rồi, bây giờ còn có 500 đô à, 500 đô bây giờ đánh làm sao, chia ra hai lệnh mỗi lệnh 250 thôi, đánh gì nhục tôi lắm, on in nếu nói nhiều 200 500 đô on in ít 50 đi trước lệnh đó, tôi mới điền lệnh đó, múc lên cây này cái chiến lược một ngon, cây này cây ăn khá ok, bay lên ok chưa? Cho nên nó nói trade á, trading á thì phải có cái sự giao tiếp, có một cái cộng đồng ngồi luyện với nhau, từ từ nó khá lên,
chứ không phải là học bài bản học này rồi xong. Cái sáng nay bạn của nó bị vụ đó, tôi gọi tôi nói có mẹ đâu sợ trời, anh ngày xưa anh cũng bị, cũng gọi anh lên đó, tôi là bị đâu gọi lên, tại vì bạn của nó khùng, nó gửi cho tôi, nó nói rồi nó cảm ơn thầy đêm qua thầy tuyệt vời quá, đứa nào rồi gửi được cảm ơn em đêm qua, đêm cảm ơn anh đêm qua anh tuyệt vời quá, biết được mà nó tưởng cô đi làm gì đâu, không tưởng cô đi bán dâm không, mà nó tưởng nó mời nó hỏi gì đó bình thường các bạn nha, bình thường dạ có gì á. Ok BGC nè, múc lên nè, với cái lực lên này nó còn lên đến 96 các bạn, khoảng cách từ đây 30 phút từ đây đến đây rất là ngắn, nó còn lên đến 96.300, đà này đà lên. Và con nói các bạn thời điểm này nhắc lại 4 năm trị vì của ông Trump, 4 năm tới của ông Trump Bitcoin không dưới 100.000 đô, con nói thật. Đó là tôi định định giá nha, chứ còn tổ chức nước ngoài nó định tới 120 lần đó các bạn, nó nói là không dưới 120 lần đó. Tôi là tôi lấy cái số chọn là 100 đó, là số tâm lý cản tròn đó. Cho nên tôi nói các bạn ở đoạn này bây giờ lên 96 hôm nay không lên được 100, canh xuống bay lên, canh xuống bay lên cho tôi, lên 92 rồi 94 đến nơi, bữa nay 94 rồi canh xuống bay lên. Và thời điểm này tôi nói các bạn không rất dễ để ít hai tài khoản, địa chỉ là đừng có tham, chỉ cần mấy ông cố nội đừng có tham, đi ít tiền thôi hiểu không. Còn nếu mà đánh như tôi đánh mấy chục ngàn đô á, hay là đánh ít lớn 50 á, thì chốt đừng có tham, ăn tới cuối con sống chốt, bởi vì các bạn chốt là các bạn đang giảm áp lực hiểu không, các bạn chốt xong các bạn lấy lại là các bạn đã đánh giảm áp lực, nó rất là nhẹ. Dù cho giá có lên được 96 hay không lên được 96 thì chúng ta vẫn luôn thắng, chúng ta không thua, tại vì chúng ta chốt lời rồi đúng chưa. Đó rồi kéo lên xem câu hỏi nào nữa giải đáp cho anh em ha. Rồi try những cái try mà mấy ông cứng nhắc quá mà không 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 chủ động thôi xong mẹ nó rồi ha. Đó lên đó cái lệnh nãy bay bây giờ lên mấy trăm giá rồi đó, giờ ngồi gồng thôi, cái canh xuống bay lên lấy lãi mà đánh thôi, tôi chốt rồi á, còn bạn nào mà chưa thì phải đánh bây giờ lên được, múc lên dần dần được ok chưa. Để coi còn câu hỏi nào nữa tôi giải đáp cho anh em, giải đáp cho các anh em ha. Lúc này ngon nhất là BTC, đừng tham mà vào. Đúng rồi, bây giờ có bán BTC mà đánh thôi là ngon lành luôn, mắc gì phải vô on coi. Thời điểm đi vô on coi làm gì, thời điểm này BTC đang có sóng mà, mọi thứ nó đang tập trung như BTC mà, BTC đang có sóng mà. Điều đánh BTC ngon các bạn. Chưa? ADA không, giờ có nhiều con coi ngon lắm, nhưng có đó các bạn thật sự luôn, giờ này tôi không đánh không con. Giờ này tôi không có đụng vô coi. 94.000 gần 94.500 rồi các bạn. 94.000 cũng 99 rồi, lên 94.500 rồi kìa. Cái lệnh ít 50 mới đây lãi 10% rồi. Quá ngon rồi đúng không? Anh em lãi lãi chưa? Lãi lãi chưa? 10% rồi. Lên thêm 70 giá kìa. 560 luôn, 570 luôn rồi. Đó. Thời điểm này ngon lắm, thời điểm này tôi nói các bạn á, thật sự luôn á, thời điểm này mà không 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 biết hai tài khoản hơi uổng á, cứ cách một hai ngày là mấy chục ngàn đô lùm 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 như vậy, tỷ dần 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 như vậy. Rồi xem câu hỏi nào nó thì giải đáp cho anh em ha, con mình chúng ta ngồi qua nghe nhạc nha. À quên nữa, quên nữa nói này sẵn sẵn nhắc luôn mấy anh em bên học viên mới và cả các bạn cũ,
Hiện tại á, cái cách học á, các bạn hỏi tính cuối năm câu chữ apply nó không 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 apply gì hết á, dẹp hết à, không cần thiết. Rồi hiện tại á, để ra lúc đó đúng ra câu chữ apply mà apply thì cũng nói các bạn có apply đi chăng nữa cũng chỉ anh em học viên mới cách đây 3 tháng gần nhất thôi, học viên cũ không chịu apply đâu nha, cô dẹp luôn tại có nhiều ông xàm quá, hiểu không? Rồi đó, tôi đừng có nói thẳng, tôi không có ngại mẹ gì hết, tôi có làm sao tôi nói vậy à, để cho mấy ông hơi bớt hy vọng. Không offline, không offline biết vậy đó. Học viên mới cách đây vào bây giờ tháng 11 đúng không? Thì 3 tháng gần nhất ớt. Tháng 12 thì 3 tháng gần nhất ớt. Cứ như vậy đó. Có câu chữ offline cũng vậy chứ không có mà cái kiểu mà. Gì? Tại sao? Tôi nói luôn. Offline á, thì nó dễ rồi. Nhưng có nhiều ông á. Tại sao có channel học viên mới, channel học viên cũ? Tại sao? Tại vì có nhiều ông ở channel học viên cũ. Cam sam. Con sâu làm rồng nồi canh tôi dẹp mẹ luôn, 3 tháng chờ có đâu chát rồi, nhớ học viên cũ đâu đéo có chát. Con nói thẳng tôi sao con nói vậy, tôi có ngại tôi có chát, anh em học viên anh em học viên khác kèm chứ trong đó lâu lâu có trả lời như cô có chát, cô chia sẻ kiến thức mới mẹ đó, thực chiến trong đó thì có chứ không chia sẻ kiến thức mới thêm nữa, kiến thức mới cô chia sẻ với học viên mới ngưng lại đó luôn rồi đó. Tôi thẳng là thật nhẹ vì sao các bạn sẽ tự làm biết à, nhiều thằng trong đó đủ không biết điều ảnh hưởng tới mọi người khác. Và tôi thì tôi không rảnh là tôi ngồi tôi phân tách cho thằng nào tốt, thằng nào xấu đâu. Cứ Fibonacci mà đừng có 50 mà cứ tán vậy thôi. Fibonacci 50 mà cứ giảm vậy thôi. Phút phát một xong. Vậy. Tôi vậy đó. À. Rồi. Ok. À rồi tiếp. Quay lại về cái câu chuyện học. Học cử chỉ nè. Trong nhóm channel học viên 2024 của chúng ta sẽ có những cái nó trong đó có cả một cái lộ trình từ cơ bản từ thấp đến cao luôn, và mấy anh em học viên mới cũng có nhóm chat 2024 mới rồi đó, từ thấp đến cao có. Vậy thì như vậy nè, đối với các bạn mới các bạn phải thực sự kiên nhẫn, bởi vì hãy hiểu giùm cho cô một điều, bởi vì sẽ không thể nào mà có một cái khóa học khóa đào tạo nào đó mà chúng ta học sau một tuần cho học offline luôn, sau một tuần hay một tháng mà chúng ta roll cũng được khá được, chắc chắn các bạn 1.000 phần ngàn là không có. Rất nhiều người đã mất tiền vào những khóa học thầy bà, rất nhiều người nhiều nhiều nơi và họ không làm được điều đó. Vì sao? Bởi vì họ thiếu cái bên trong. Nhớ nhưng họ thiếu bên trong. Cái bên trong đó là cái sự thực chiến, cái tính thực chiến không có. Có nghĩa là những cái họ học chỉ là những cái học lý thuyết thôi, thực chiến không có. Chính vì như vậy cho nên đợt này là cô đi chú trọng những thực chiến về những cái thực tế. Cho nên đối với các bạn mới dễ lắm, các bạn chỉ cần nghe lại những cái bài gần nhất. Trong đó có một cái bài rất là quan trọng là nến Volume và Elliot. Nó gồm có 2 buổi hay 3 buổi gì đó trên đó trên channel 2024. Các bạn nghe lại cái bài đó. Hả? Cái bài đó là cái bài mà nó sẽ giúp cho các bạn thực chiến thực tế kiếm được tiền ngay ngắn hạn luôn. Sau khi chúng ta kiếm được tiền ngắn hạn rồi, bắt đầu chúng ta mới đi học tiếp nâng cao những cái kiến thức nền tảng hay gì đó, bổ sung dần 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 lên. Cái nguyên tắc của tôi vẫn là gì? Trong ngắn hạn các bạn phải kiếm được tiền. Bằng mọi giá tôi phải làm cho các bạn ngắn hạn trade được, kiếm được tiền. Kiếm được tiền rồi chúng ta phải dùng cái đó, chúng ta dùng cái đó chúng ta thoải mái, áp lực không không có, tâm lý thoải mái, chúng ta học tiếp học những cái khác nó rất là thoải mái à. Cho nên luyện cái bài đó kèm với những cái bài thực chiến. Ngoài ra tôi có nhờ mấy anh em admin là sẽ có những cái buổi sáng 9:30 sáng sẽ kèm các bạn bên học viên mới. Kèm ở đây là gì? Kèm ở đây là kèm những cái rất là trực tiếp thực tế, có nghĩa là kèm các bạn thao tác TradingView, tạo tài khoản, những cái các bạn không biết các bạn phải chịu khó các bạn hỏi, bởi vì các bạn không hỏi thì chúng tôi không biết được trả lời hỗ trợ các bạn, các bạn phải hỏi, hiểu chưa? Và lúc đó sẽ có anh em admin họ kèm các bạn và sẽ có những cái buổi thực chiến tại đó luôn, cho các bạn vẽ được trên chart thiếu hiểu thế nào Sonic Error, Fibonacci, cấu trúc thị trường, ok chưa? Đó và thực chiến trên đó luyện dần dần dần, tự nhiên bắt đầu trong ngắn hạn các bạn sẽ vừa cảm chart được nè, vừa cảm được chặt cái nhịp mà cách mà market nó đi kiếm được tiền nè, ok chưa? Xong đâu đó chúng ta sẽ đi học tiếp những cái kiến thức sâu bên trong để chúng ta củng cố vị thế chúng ta, bởi vì chung quy chúng ta đang chơi đầu tư tài chính nó có 2 cái sai lầm mà nhiều người bên ngoài người ta bị vướng phải. 2 cái sai lầm, một cái sai lầm cực kỳ lớn mà tôi không muốn chia sẻ bên cộng đồng này, những học viên thì cô nói các bạn người ta hay nói là lòng tham, kiềm chế lòng tham. Sai, lòng tham không bao giờ kiềm chế được. Tôi nói một cái nghiêm túc thật sự, nếu anh không có lòng tham ngày hôm nay anh không gặp tôi,
Ngày hôm nay anh không ngồi chung bàn với tôi chơi rước cờ, ngày hôm nay anh không đánh bờ riêng. Phải có lòng tham mới dẫn chúng ta tới đây, cho nên chúng ta không thể nào mà xóa bờ nó. Nếu không có nó chúng ta không có ngồi ở đây hết, không có chuyện kiềm chế lòng tham. Lòng tham phải có, thậm chí nó phải có nhiều là khác. Lòng tham có nhiều, có nhiều, có đủ mạnh thì mới giúp cho anh em mình có nghị lực, máu lửa để chúng ta đi tiếp. Còn nếu như thật sự mà chúng ta cứ kiềm chế lòng tham, chúng ta không có lòng tham, chúng ta không đi tiếp được. Cái vấn đề ở cái chỗ là lòng tham của nó phải là hợp lý, nó phải là lý trí. Ví dụ thế nào là hợp lý, thế nào là lý trí, thế nào không hợp lý. Ví dụ lương em 20 triệu, lương em của em một tháng 20 triệu, em kỳ vọng là một năm em kiếm 1 triệu đô là 25 tỷ. Đó là không hợp lý, đó là lòng tham không hợp lý, không có logic. Em trên răng dưới bình xăng, không có con mẹ gì hết mà đòi đi kiếm tiền, đó không có. Kiến thức không có, chuyên môn không có, sắc đẹp không có, chịu đau càng càng không chịu được nữa, cho nên không đứng đường được. Vậy thì không có lý nào mà em giàu hơn ta. Đó là lý trí, đúng không? Đó là không có lý trí, cái đó là phi lý. Còn lòng tham ở đây là gì? Lòng tham ở đây là ok, bữa nay em kiếm được 200 đô, em đánh Marine lên biển đánh 50 đô, 100 đô. Em tham, em kỳ vọng sắp tới em sẽ đánh được ít hai tài khoản tầm 200, 100 lên 200, rồi 200 lên 400, đánh lên dần dần. Cái đó là lòng tham, đó là có. Lòng tham đó nó phải dựa trên cái sự logic, có lý trí. Nhớ cái đó nha. Cho nên cái bố đầu tiên mà ai dạy các bạn mà đi xóa lòng tham, nó thật sự là không chính xác. Các bạn không xóa được đâu, các bạn có cố gắng các bạn cũng không xóa được. Tại vì các bạn xóa được các bạn đi thiền, các bạn không muốn ngồi chỗ ấy đây đâu, tin tôi đi, đi câu rồi nha. Đã vào trong thị trường tài chính này là đều là lòng tham dẫn dắt nó vào. Vấn đề ở chỗ là cảnh báo, phân biệt lòng tham đó có thật sự thực hiện được hay không, hay là không, hay là mơ hồ. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, thành hay bại trong thị trường này, chơi future, chơi forex, chơi marine, chơi spot, chơi đủ kiểu mọi thứ. Thành hay bại nó nằm ở chỗ là gì? Thằng nào áp lực, thằng nào gánh áp lực nhiều hơn thằng đó thua hết. Muốn không gánh áp lực ít hơn có nghĩa là vị thế chúng ta phải tốt hơn, vị thế chúng ta tốt hơn đó. Cho nên trong quá trình chơi các bạn phải không ngừng tăng cái vị thế của các bạn lên, tức là gì? Giảm cái rủi ro trong đầu tư để áp lực giảm bớt. Chỉ có giảm như vậy thôi, chỉ có cái đường đó thôi thì các bạn mới thắng được trong thị trường này. Cho nên đây là hai cái yếu tố quan trọng, hai cái yếu tố quan trọng. Hôm bữa tôi có nói bên cộng đồng đúng không, tôi có nói với mấy anh em câu chuyện bên sòng bạc. Chúng ta ngồi vô, chúng ta đi sòng bạc casino, chúng ta ngồi vô, chúng ta đánh là tiền chúng ta thắng, chúng ta tránh áp lực. Còn tiền chúng ta nhiều chúng ta sợ, chúng ta thua chúng ta càng sợ, cho nên chúng ta sẽ có áp lực. Nhưng cái thằng chi bài nó không áp lực, nó chơi thua các bạn thì tiền là của công ty. Nó thua một lần, nó thua lần hai, lần ba là thằng manager nó sẽ đổi một người khác vô, nó không bị trừ lương, nó không bị gì hết, chỉ có đổi người mới thôi. Nó qua bàn khác nó chia, người mới vô chia. Tại sao sòng bạc nó phải làm như vậy? Để mặc dù thằng kia nó không bị mất tiền nhưng vẫn đổi nó, để khi nó thua hai lần nó cũng sẽ bị áp lực. Áp lực ở đây không phải áp lực mất tiền mà là áp lực tinh thần của nó. Nó thua như nó là nhà cái mà nó thua, cho nên sẽ đổi nó. Cho nên chung quy nhà cái nó luôn set up làm sao cái người mà chơi với chúng ta là nó không áp lực thì nó mới thắng, mà chúng ta chơi chúng có áp lực thì chúng thắng. Đó là lý do tại sao nhiều người vào trong thị trường này, họ đánh, họ đánh demo họ thắng, họ đánh demo họ thắng, nhưng mà đánh tiền thật họ thua. Họ đánh 5 đô 10 đô họ gồng 100% 200% họ gồng được, họ đánh 500 1.000 họ không gồng được. Áp lực nó khác nhau. Tại sao cô đánh cô gồng lên được 10.000 đô? Tại vì cô cần ăn 20, 30, 40, 50 rồi, cho nên cô gồng được 10.000 đô. Những người mà chưa bao giờ ăn 3.000 đô mà không thì không thể nào mà gồng lên được 10.000 đô, họ sợ lắm và nhiều áp lực lắm. Cho nên nhớ hơn nhau cái áp lực, hơn nhau cái áp lực. Chính cái này chúng ta đi deal về bất động sản, mua nhà mua đất thì đều như vậy. Thằng bán nó có áp lực nó bán, mình mua mình không có áp lực mình mua được, mình mua căn này không được mình qua căn khác mình mua không áp lực thì tỷ lệ thắng các bạn cao, tỷ lệ deal các bạn cũng vượt trội hơn. Cho nên đây là hai cái yếu tố chính mà anh em vào học thì phải nhớ ha. Lòng tham nó giúp cho chúng ta có nghị lực, nó giúp cho chúng ta có nghị lực, có sự hăng hái. Thua chúng ta có cách vực dậy nếu như còn lòng tham, còn kiên quyết ha. Muốn thắng là phải xem cái áp lực chúng ta càng có phải càng giảm.
tức là chúng ta phải giảm chứ không phải có bị hay không, thì giảm rủi ro. Giống như cái chốt 10.000 đô bị cầm 500 đô hay là 200 đô của đánh ở đoạn này có ít 50 nó xuống cỡ này cái đó sao lo luôn, nó xuống cỡ này kệ cha nó, nhớ nó cháy cũng được, nó không sao nữa, đánh thoải mái, đánh như đánh demo vậy đó. Vậy mà gồng sai vẫn thành đúng, entry đấu đẹp lắm vẫn gồng sai vẫn thành đúng, đúng chưa? Mặc dù nãy là cho mua cây này nè, bây giờ vẫn xanh nè, bây giờ điều chỉnh về là bình thường, đúng chưa? Cho nên đây là hai cái yếu tố, hai cái bí quyết. Và đối với anh em học viên mới, chúng ta hãy dành ra hẳn 2 tuần thật sự. Chúng ta đã vào được trong này là chúng ta hơn đám đông rồi, chúng ta phải dành thẳng ra 2 tuần để luyện luyện phân tích kỹ thuật thật chiến, xem lại mấy cái clip thật chiến gần nhất lên channel 2024 có nhiều, luyện cái đó. Đầu tiên các bạn phải thao tác được Trading View, phải phân tích được Sonic Error vẽ này nó các kiểu được thì bắt đầu mới đi tiếp được. Bây giờ đánh nó tiền cũng được, đánh thật chiến để cảm nhận, để cảm nhận à bây giờ mình phân tích nè, giá nó đi đúng rồi, nó giá nó mang theo Sonic Error bật lên nè, có đúng như mình nhận định chưa, đúng chưa? Đó, bắt đầu từ từ kèm, tôi sẽ kèm các bạn tăng volume dần dần đến khi cái khoản tiền các bạn nó tăng rồi, tôi sẽ phải đổi chiến thuật, có một cách quản trị tiền khác. Anh có 2.000 anh quản trị vốn khác, tài khoản anh 5.000, 10.000, 100.000 anh quản trị vốn nó khác. Tài khoản càng tăng càng phải có cách quản trị giảm rủi ro ha, nhớ ha, nên tôi định hình các bạn như vậy. Và cái lộ trình học của bên nhóm học viên có cái file Ismail bên channel 2024 á, có rồi, các bạn chỉ cần mở ra, các bạn mở ra các bạn đừng có đặt cái tâm thế như vậy nè, đừng có đặt cái tâm thế là phải học từng một từng một, không, các bạn nhìn tổng quan cái file đó để các bạn định hình ra được cái bản đồ trong đầu các bạn trước, cần học cái gì, tâm lý giao dịch, phân tích kỹ thuật cơ bản, lý thuyết đao, cấu trúc thị trường, định hình ra được cái nhóm nào trước, hình dung không? Sau khi định hình được cái đó rồi bắt đầu mới học từng phần đó, như vậy nó sẽ giúp cho các bạn học rất là nhanh ha. Và học đừng bao giờ học một lòng, học tốt nhất một là thực hành, hai là kể lại, kể lại bằng cách nào trong group chat chúng ta có, bây giờ anh bây giờ sau nó error nè, xuống S nè em thấy nó lên nè, đó là một cái cách mà các bạn kể lại, các bạn chia sẻ lại, các bạn kể lại thì kiến thức nó nằm trong đầu các bạn, nó không đi. Các bạn xem một bộ phim các bạn kể lại cho người khác, tự nhiên các bạn nhớ bộ phim rất là lâu, để ý đi, đúng không? Đúng không? Mà các bạn xem một bộ phim mà không ai kêu các bạn kể lại, các bạn sẽ mau quên. Nhưng các bạn kể cho một người, hai người về cái bộ phim đó, tự nhiên các bạn nhớ rất lâu. Cho nên cái cách mà kể lại là một trong những cách mà ghi nhớ. Tại sao ông bà, tại sao thầy cô ngày xưa dạy chúng ta học một lòng mà kêu chúng ta phải đọc ra âm thanh mà không đọc bằng mắt? Chúng ta học một lòng chúng ta đọc bằng mắt được mà, tại sao kêu đọc ra âm thanh? Tại vì khi chúng ta đọc ra âm thanh là chúng ta đang kể lại cho chính bản thân chúng ta nghe, thì chúng ta sẽ nhớ. Ok ha. Rồi, đó là cách học. Và quan trọng nhất là thực chiến, không cần nhiều, của nó chỉ cần 2 tuần đến 3 tuần đi đồng hành thực chiến cùng với tôi, tự nhiên các bạn lòi ra nhiều thứ lắm, à, biết nhiều thứ hay lắm, à, thực chiến là cái mà đi sát, đi sâu, đi sát nhất, à. Rồi đương nhiên trong quá trình đó chúng ta vẫn sẽ có 30% trong một buổi sẽ có 30% ôn lại kiến thức cũ theo lộ trình học, theo lộ trình học, cái cách chúng ta là 70% thực chiến, 30% ôn lại, lúc đó mỗi ngày thành ra mỗi ngày chúng ta tập trung kiếm tiền là 70% kiếm tiền, 3% thì chúng ta nhồi một số kiến thức cơ bản, mỗi ngày nhồi ít, mỗi ngày nhồi ít, rồi khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là tự nhiên trong đầu chúng ta có rất nhiều kiến thức, mà đến cái lúc nào đó chúng ta cần là chúng ta lấy ra chúng ta xài đó, cách học như vậy thì nó sẽ hiệu quả. Ok ha. Rồi à, đâu rồi, để lên tôi xem có câu hỏi nào nữa tôi giải đáp cho anh em. Ngày ai mới up cái hình xong tự xóa rồi trời, mình không đồng, hình đẹp mà xóa làm chi. Ok, BKC 5 phút lại ra một cái cây nến chữ thập ha, cây này tiếc là cây này là màu đỏ chứ nó là màu xanh thì còn đỡ, màu đỏ thì còn khả năng nó xuống nữa, nhưng mà cứ canh xuống bay lên. Và đặc biệt là 30 phút thì nó là hình thành một cây nến con xoay nha, có nghĩa là gì, một cây full lực, cây rất quen thuộc, một cây nến con xoay thì khả năng nó sẽ có một cái nhịp quay lại, nó cái chỗ này nó trả về một cây đỏ như vậy, có nghĩa là về 93.500 chúng ta phải chuẩn bị sẵn một kịch bản có khả năng về đây, thì khi nó về 93.500 á, đây 93.500 là cái vùng này, có nghĩa là nó phải nó quay là cách sau nó R ở đây thậm chí về về 89 ha, là có, cho nên chúng ta phải chuẩn bị kịch bản, bởi vì chúng ta định hình ra được những cái gì có thể xảy ra ở đây lên tiếp hoặc đây quay về cách, thì chúng ta định hình ra được cái kịch bản trước đó thì chúng ta sẽ biết là không nên on in,
chúng ta phải chia tiền ra chẳng hạn, đúng không? Còn ở đoạn này nó lên hay nó quay lại tác là xem 5 phút. 5 phút xem như thế nào? 5 phút hiện giờ là lực mua vẫn rất là mạnh mẽ. Các bạn thấy không? Màu màu xanh chiếm chủ đạo. Có một cây duy nhất là cây màu đỏ. À, một cây xanh, một cây đỏ, nhưng cuối cùng nó không đi xuống mà đi lên. Nó không đi lên, nó không đi xuống mà đi lên. Đúng chưa? Đó, vì sao? Bởi vì giá đóng cửa cây này là full lực. Các bạn thấy giá đóng cửa cây này là full lực, giá cao nhất. À, giá cao nhất. Cho nên cái cây này tại sao bên trường phát ra action? Nó mới có một cái, nó nói là đây là một cái đà này, đây là cây tín hiệu, đây là cây xác nhận, nó phải có cây xác nhận là như vậy. Cây xác nhận là để cho chúng ta biết được là cái hai phe đang giằng co ở đoạn này nè. Hai phe nó đang giằng co ở đoạn này nè. Cây xác nhận là cái cây mà cho chúng ta biết phe nào đang chiếm ưu thế. Ở đây cũng như vậy. Râu hai đầu, hai phe đang giằng co đoạn này lên xuống không biết. Sau đó cây này cây xác nhận là phe bò nó chiếm ưu thế, nó hút lên. Màu xanh chiếm ưu thế và lên lên. Ok chưa? Để cái đó. À, rồi xem có câu hỏi nào để giải đáp cho tiếp cho các anh em ha. Ừ. Rồi mọi người xem có câu nào hỏi nào nữa thì viết ra nha, không là chúng ta sẽ ngồi nghe nhạc tí. Quên nữa, các anh em ai chưa click vào cái giải cái chương trình tháng 12 này thì các bạn click vào không mất cái gì hết. Click vào chỉ là join vào cái nhóm đăng ký của chúng ta thôi. Ví dụ nhóm chúng ta bây giờ đang là 859 người, trong khi top 2 mới có 237 người, cho nên tỷ lệ thắng kèo cái kèo mà thắng nhóm á, đội giải thưởng con nhóm mà chúng ta ăn chắc rồi. À, chúng ta ăn chắc rồi. Đó. À, đây chúng ta áp đảo top 2 đến gấp 4 lần số lượng của nó. Rồi. Còn bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta click vào là còn 4 ngày nữa, 4 ngày 2 giờ nữa. Click vào cho nên tài khoản các bạn chưa click vào, tài khoản biết đó chưa click vào, click vào đây đăng ký. Và hình thức chia thưởng như thế nào, nếu mà team chúng ta đạt thì lúc đó hệ thống nó tự động nó auto nó chia theo cái phần trăm đóng góp volume. Người chơi phần volume nhiều thì họ sẽ tự động được chia cái cục tiền này theo phần trăm nó nhiều. Người chơi ít thì chia phần trăm ít. Đó, những cái chia như vậy. À, ngoài ra còn cái giải thưởng cá nhân, ví dụ giải thưởng cá nhân cô đang đứng top top 3. Đây là giải cá nhân volume cô đang đứng top 3. Top 1 nó có 12 triệu. Top 1 14 triệu, top 2 12 triệu, top 3 tôi là 8 triệu. Đó. Và hiện giờ cái nhóm chúng ta đã bứt phá lên 336 triệu trong vòng bữa nay là 20 ngày, ngày 20 tháng 1 đúng không? Trong vòng 19 20 ngày chúng ta đã bứt phá gần năm là nó hơn 300 triệu đô Mỹ rồi. Volume ấy. Và đã phá cái mốc là nhóm chúng ta đã đạt cái ngưỡng là 20.000 đô rồi đó, giải thưởng 20.000 đô USD đó, và chúng ta đang đang phá cái mốc tiếp theo. Phá mốc tiếp theo thì phải lên đến 50.000 đô ha. Đó, riêng cho các anh em đợt này hầu như cái nhóm cái trading là tỷ lệ thắng rất cao, tỷ lệ thắng chúng ta khá cao, bởi vì nhóm chúng ta đông là một, cái thứ hai chúng ta chơi quen rồi, cái nhịp chúng ta quen rồi. Các bạn nhìn thử trong đây bao nhiêu người, các bạn nhận ra ai không? Các bạn cấp 2 này hình như cũng cũng rất là quen thuộc nè. Các bạn cấp 2 này hình như cái nick này là mấy giải tháng trước của tháng 9 tháng 10 thì cũng thấy bạn này nữa nè. Còn top 1 này thì không biết, top 2 này như cũng là của GKT nè. Cái bạn số 2, cái bạn đuôi 21 với cái bạn Ly Can gì đây nè là cũng là bên nhóm được GKT nè. Cho nên các bạn thấy tỷ lệ trong nhóm chúng ta thắng cực kỳ cao, tại vì hầu như top là nằm trong nhóm chúng ta hết rồi. Cho nên cái giải đấu team thì chúng ta đã chắc rồi. Ha, còn ai ai chưa click vào thì tranh thủ click vào. Đường link có bên channel Brief ha. Rồi. Ok. Xem câu hỏi nào nữa giải đáp, còn không tôi sẽ mở nhạc cho anh em nghe đồng ý nha. Đây cơ sơ canh xuống bay lên, các bạn chia tiền ra. Cái nhịp này 5 phút nó đang lên và nó hình thành một cái mô hình cờ, nó hình thành một cái flat á để nó tiếp diễn. À, còn 18 phút nữa, cây này mà là một cây xanh thì nó lên tiếp đó, nó lên mạnh luôn chứ không phải là lên là lưỡng lự như cây này ở đâu nha. Tại vì sao? Cây này cây xanh có nghĩa là giá đóng cửa nó phải hơn cây trước đó, nó trên cây trước đó, nó trên cây trước đó, mà trên cây trước đó thì 5 phút nó ra thành mô hình cờ, nó sẽ tiếp diễn nữa. À, cho nên canh xuống bay lên nha. Ai đã lãi nhiều chốt đi, nghe lời mình chốt đi.
lấy lại, mỗi lần các bạn lấy lại các bạn đánh thì các bạn sẽ không có áp lực, mà không có áp lực là tự nhiên các bạn thắng thiệt luôn, tự nhiên chúng ta thắng à. Chúng ta gồng cũng gồng tốt hơn ta, tại khả năng chúng ta chốt cũng chốt tốt hơn ta nha. Rồi rồi. Các bạn hỏi thường thì nên chia tiền như thế nào để quản lý, để về quản lý. Rồi đầu tiên á, nói về Marine thì quay lại nói về Marine lần trước mình có nói với các anh chị em mình Marine. Đầu tiên đánh Marine á, áp lực hay không là do bản thân các bạn phải tự biết. Ví dụ tài khoản bạn đang có 1.000 đô, đúng chưa? Bạn đang có 1.000 đô, đầu tiên bạn phải tự hỏi bạn chấp nhận mất bao nhiêu trong cái 1.000 đô này bạn sẽ dừng lại, đúng không? Có nghĩa là đưa ra một cái làn ranh đỏ, không để nó vượt qua. Thì theo bạn, bạn chấp nhận mất bao nhiêu? 1.000 đô đó, mất 300 là nghỉ nha, hay mất 500 nghỉ, hay là mất luôn 1.000 nghỉ, đúng không? Bạn phải xác định ngay ban đầu. À, giả sử đi 1.000 đô thôi em máu lửa đó, em đánh nhưng mà âm hết 500 đô là em nghỉ à, em không chơi nữa, đúng chưa? Vậy em sẽ đứt 500 đô này bỏ riêng ra ngoài liền luôn đi, gọi là quỹ dự phòng. Lúc đó em cầm 500 còn lại, em cầm 500 còn lại em đánh, đúng chưa? Em cầm 500 còn lại em đánh. Vậy nếu mà em thua á, em thua 50 đô hay 100 đô thì em lấy trong 500 đô này em bỏ vô. Tại vì nếu mà em 500, em thua 100 đô em còn 400. 400 mà em muốn đánh lên 500 đô để hòa vốn thì em phải mất đến 25%. Trong khi 500 đô mà bị đánh âm 100 đô xuống còn 400 đô, mất có 20% mà, đúng không? Em mất có 20% nhưng em muốn hòa vốn em phải mất đến 25% là em đánh gánh áp lực nó nhiều hơn, tăng áp lực lại hết là chết rồi. Đó là lý do tại sao người ta chơi người ta thua, là bởi vì người ta chỉ cần thua một lần hai lần áp lực ta càng lúc càng nặng như núi Thái Sơn vậy đó. Những cái người mà Bonzin mà đi vay tiền người sau trả người trước đều như vậy, đều nát là bởi vì cái áp lực đó, đúng không? Những cái người mà đi vay tiệm cầm đồ, em vô tiệm cầm đồ em cầm chiếc xe 10 triệu, em đâu lấy được 10 triệu đâu, mặc dù nó cho em cầm 10 triệu, nó bắt em đóng trước 1 triệu là em nhận được cái 9 triệu à, bắt em trả trước tháng 2 tháng gì đó biết, bắt trả trước 1 triệu, cho nên nó muốn tạo áp lực cho em để em phải buôn, để nó lấy hàng của em, lấy tài sản em, thì đó là nguyên lý. Vậy chúng ta phải phá cái thế này, phá thế này là phải có quỹ dự phòng. Hồi nãy ngay ban đầu chúng ta sẽ đứt là 500 đô, mất 500 đô chúng ta nghỉ, vậy bỏ riêng 500 nó ra bên, nếu thua 100 bỏ 100 này vô trong đây, lấy 100 trong đây bỏ vô trong đây, bỏ vô góc này, chúng ta cầm 500 chúng ta đánh lại thì 500 lên 600 nó dễ hơn là cầm 400 lên 500, ok chưa? Nắm cái này trước. Vậy ngay ban đầu chúng ta sẽ đưa cái mức SL maximum cho tổng tài khoản xong rồi. Rồi bây giờ tới cầm 500 này, cầm 500 này bây giờ đánh all in một lệnh hay ba lệnh hay năm lệnh thì các bạn phải tự trả lời được câu hỏi này. Các bạn, bản thân các bạn điểm vào lệnh đẹp chưa? Bản thân các bạn phải cần biết điểm vào lệnh các bạn đẹp không. Các bạn đánh 10 lệnh, tỷ lệ của các bạn là xanh 7 lệnh 8 lệnh hay là đỏ 7 lệnh 8 lệnh? Nếu mà tỷ lệ các bạn đỏ đến 7 lệnh 8 lệnh thì 500 đô này bạn phải chia ra mỗi lệnh 50 đô để được đi 10 lệnh. Vào lệnh này không đẹp thì vào lệnh sau. Còn nếu mà tỷ lệ các bạn đang đánh khá tốt, 7 trên 10 lần xanh, bạn phải chia ra phần tiền này đi 3 lệnh, thậm chí đi không đi giống tôi.
Đó, đánh như vậy. Và nhớ một nguyên tắc nha, trong MRI volume càng lớn, đòn bẩy càng lớn, đánh 5.000, 50.000 có nghĩa là volume lớn. Đòn bẩy lớn là anh ít 50, ít 100 là đòn bẩy lớn. Nguyên tắc tiền càng nhiều càng không ở lâu trong thị trường này, cho nên lời là rút, lời là rút, em rút một lần, rút hai lần, rút tỷ tỷ hoài rút thôi, đừng tăng volume. Ví dụ 500 này đúng không, em lời 100 đô là 600 đô luôn, em rút 100 đô em bỏ vô đây cho coi, em bỏ vô đây cho coi, lúc đó tài khoản này quỹ dự phòng của em lên đến 600 lần, em rất là nhẹ rồi. Thậm chí em đánh thời gian xong lên ở đây mà lên đến 700, quỹ dự phòng lên 700 800, cái em nhìn lại em thấy ồ mình vốn 1.000 đô, mình vốn 1.000 đô bây giờ quỹ dự phòng lên 800 mẹ nó rồi, full giáp lên 800 900 1.000 full giáp. Vậy thì nếu mà quỹ dự phòng này lên tới 1.000 thì tức là bây giờ sướng quá anh ơi, vốn em 1.000, quỹ dự phòng em 1.000 rồi, em đang đánh trên lãi, em đang cầm 500 đánh lãi rớt là thoải mái, cực kỳ thoải mái, đúng chưa? Cho nên đánh theo cái lối này, quỹ dự phòng nhiều, quỹ dự phòng rồi chia cái này bao nhiêu lần là do các bạn, lãi thì rút ra bỏ vô đây. Bởi vì sao, khi mà em cầm 500 em đánh lên 600 á, em lấy bỏ vô quỹ dự phòng, bỏ 100 nó vô quỹ dự phòng thì em cầm lại 500, thì cái lúc mà em có thua á, thì em cũng chỉ thua phần trăm trên 500 đó thôi, chứ không có thua phần trăm trên 1.000 đô. Những cái người mà chơi trong thị trường này họ thua vì sao các bạn biết không, là bởi vì họ có lãi hay không rút, cho nên họ thắng 7 kèo 8 kèo đến kèo thứ 8 kèo thứ 9 mà họ thua á, là họ thua trên tổng cái phần trăm gốc với lãi cộng lại, cho nên họ thua rất là khốn, họ thua một phát là họ khốn lắm, là tại vì họ ăn ít nhưng mà họ thua thua nhiều, đúng rồi. Anh càng ăn anh càng không rút lãi, mà anh càng nhồi vô lúc chừng anh thua cái nó tính theo phần trăm của nguyên cục tiền bự đó, cái anh áp lực anh thua, đúng rồi, rất là bình thường, nắm chưa, hiểu không ạ? Đó, cho nên nắm cái nguyên lý này về cái thắng rút tiền bỏ vô quỹ dự phòng, quỹ dự phòng anh càng dày, quỹ dự phòng anh chị càng dày thì cái áp lực anh chị càng ít lại, mà áp lực càng ít thì tỷ lệ anh thắng của anh chị tự nhiên nó cao. Mà không tin làm thử đi, tôi chia ra như vậy đó, tài khoản hold spot tôi, tài khoản hold lâu dài là khác, còn tài khoản mở riêng các bạn lâu lâu thì rút 20-30 cái bỏ vô spot rồi đó, rút 20-30 cái bỏ vô spot rồi đó, nó cứ như vậy, kiên trì vậy áp lực không có, phải chưa? Đó, cho nên cái cách chi tiền sẽ đánh như vậy, quản lý như vậy, quản lý thể thể như vậy. À, nếu mà nhắm tỷ lệ entry của chúng ta không được tốt thì chúng ta phải chia ra làm 10 lần 20 lần tùy. Còn entry chúng ta ok rồi, ổn rồi, vô là thắng, vô là vô, chút là xanh, vô chút là xanh, ok. Em chia ra 3 lệnh thôi hoặc là 5 lệnh thôi tùy em. À, rồi đến khi nào mà cái quỹ dự phòng này nó đủ nhiều, à, khoảng 25% hoặc là 50% là rút ra, rút bớt ra, bỏ vô quỹ chữ lệnh hay gì đó tùy các bạn. Anh nên cái cọng dây của nó bị lỏng, anh em coi lại được màn hình đúng không ạ? Anh em nhìn lại thấy màn hình không? Anh em cái cọng dây của nó bị lỏng, bị mất cái chập chờn hoài. Rồi, có bạn hỏi thầy giải đáp giúp em, vào vì cái gì thì ra vì cái đó, em chưa rõ câu này lắm. Rồi, cái này á, những cái người đầu tư hay là những cái người mà phân tích kỹ thuật trading á, họ thường xuyên bị vướng cái này, thường xuyên vướng cái lý do này. Thật ra cái này rất đơn giản, cái này chúng ta nên setup ngay ban đầu vô cái mindset chúng ta luôn, chúng ta vào lý do gì chúng ta ra về lý do đó. Ví dụ đơn giản, rất nhiều ví dụ. Ví dụ chúng ta hay thấy cái group A nó kêu cái đồng altcoin này, nó kêu BKC, nó kêu là BKC còn lên nữa, bay lên đi, đúng chưa, bay lên thì chúng ta nghe lời nó chúng ta bay lên, nhưng bây giờ bay xong entry nó không đẹp, ví dụ đang bay ở đây cái tự nhiên cái nó đi xuống, entry không đẹp đi xuống nó đi xuống đây, xong chúng ta sợ chúng ta không dám hỏi nó, chúng ta không dám hỏi thằng A, thằng group A, chúng ta phải qua group B chúng ta hỏi. Các bạn đó là một cái điều phi lý, chúng ta vào vì lý do A nhưng chúng ta lại phải đi nhờ thằng B tư vấn cái cách phá sàn, đúng không? Vậy thằng B nó ngồi nó chửi nó với thằng A thằng dốt, A entry không đẹp cũng cho thằng ta vô, entry không đẹp mà cũng kêu mình kêu cộng đồng mà vô, trong khi chúng ta không biết con mẹ gì hết. Thằng A nó kêu vô, nó kêu vô spot, nó nói con đây là 94, nó còn trên 100.000 đô mà vô đi, đúng không?
Nhưng cái thằng ngu ngu nó nghe nó đâu biết mẹ nó ít 100, hoặc là cái thằng A nó kêu nó ít 20, cái thằng này nó không biết, nó kêu nó cần nó ít 50%, xong xuống ở đây nó khốn rồi, đúng rồi, tại vì đánh ở đây ít 20 mà giá điều chỉnh ở đây nó không có khốn, nó áp lực nó không có. Nhưng thằng đánh ít 50 và ít 100 mua đây xong điều chỉnh đây nó áp lực nó có, nó sợ, nó không dám hỏi, nó hỏi sợ bị chửi. Nó qua nhóm B nó hỏi, nhóm B không biết, nhóm B ngu ngu á, hù theo nó, cái hai thằng ngu cùng luôn, hai ngu cùng luôn. Bởi vì thằng A nó cho cái đòn bẩy khác, hay là nó cho cái vị thế khác, nó cho một cái kèo khác, nó cho nó có lý do riêng của nó. Còn B nó không biết, nó đang nhìn cái góc nhìn của nó. Nhóm B nó còn đánh in trăm không à, chẳng hạn. Đó là vào một lý do gì mà ra một lý do khác, là một cái bệnh. Cái bệnh thứ hai thường xuyên dễ dễ nhất, ví dụ chúng ta trade, chúng ta đánh, ví dụ về mở ra nè, chúng ta mở 4 giờ chúng ta đánh này, ở đây là mô hình cờ BTC, mô hình cờ theo Sonic R, chạm Sonic R bật lên đúng không, chúng ta hay phân tích như vậy đúng chưa. Ví dụ đây là mô hình cờ nha, rồi đây là một cái mô hình cờ đó, bây giờ phá mô hình cờ nè, phá nè, kèm khối lượng giao dịch lớn nè, bay lên, TB là mô hình cờ, vậy chúng ta vào lệnh là quay lại phá, phá cái lá cờ này, phá cái định cái cản này, kèm khối lượng giao dịch lớn và quay lại cái cản này, thấy không à, và lực bán giảm dần là cạn cung nè. Vậy chúng ta vào bay lên là chúng ta đang vào bay vì cái gì, chúng ta đang vào bay vì cái gì, chúng ta vào bay vì cái mô hình cờ. Vậy nếu như mà nó quay lại nó test, nó thủng luôn cái chỗ này là chúng ta mất cái lý do ban đầu rồi, chúng ta vào vì cái gì chúng ta thoát vị đó. Nhiều người đang bay vì mô hình cờ, cái nó quay về đây nó thoát, nó quay lại nó test xong cái bây giờ mở Fibonacci ra lên rồi quay lại là Fibo đoạn này này nọ các kiểu, Fibo mới chưa khủng 50 thôi ráng gồng, cái đó là các bạn sai. Các bạn ngay ban đầu chúng ta vào vì mô hình cờ xong chúng ta lại thoát vì cái Fibonacci là sai, và nếu mà chúng ta duy trì cái lối đó chúng ta không khá lên được, chúng ta không có chánh kiến, không có quan điểm, chúng ta không có học được kiến thức gì hết đó, chúng ta sai chúng ta phải trả giá để chúng ta mới học được kinh nghiệm kiến thức đúng không. Chứ bây giờ chúng ta tự nhiên chúng ta đánh một hồn cờ vậy, chúng ta sai xong đi xuống ở đây chúng ta dùng Fibo chúng ta đỡ lại là sai, chúng ta không khá lên được, chúng ta không học được gì hay không, thà sai cắt rồi mô hình này nha, con nhớ nha, cứ lên với ông dậy xuống đây là có cắt nha, cắt một lần hai lần tự nhiên các bạn cứng lên, đúng hay là sai, thành hay là bại, nó đều là một, nó là một cái diễn tiến, một cái tiến trình phải diễn ra trong cuộc đời trading của chúng ta. Đừng bao giờ ngại sai, nhờ có những cái sai cô, nhờ cô cháy 5 năm ngày, cô đốt 4 tỷ 6 cô mới có ngày hôm nay cô mạnh miệng như vậy, nhờ cô cháy 5 ngàn 10 ngàn ngày hôm nay cô mới dám cờ kênh, cô ăn lại 5 ngàn 10 ngàn 20 ngàn đúng không. Các bạn coi tài khoản này cô gồng 10 ngàn đô, tôi mà chưa ăn qua 20 ngàn đô 30 ngàn đô cô không cờ kênh, cô gồng 50 ngàn đô cô không cờ kênh, gồng 10 ngàn đô đời tôi mới ăn được có 1 ngàn 2 ngàn, tôi không cách nào cô dám gồng lên 5 ngàn 10 ngàn. Cho nên đúng hay sai, thành hay bại, nó là một tiến trình phải diễn ra trong cuộc đời trader chúng ta, chúng ta phải đón nhận nó, nhớ vào và lý do gì ra và lý do đó. Rất nhiều cái ví dụ như vậy, ngay cơ bản nhất tôi nói bây giờ BTC, ví dụ D1, D1 chúng ta thấy 61,8% ở đây nó đã phá rồi, kèm một khối lượng giao dịch rất là lớn đúng không, và đang đi mô hình cờ nó cái chuyển lên cái Fibonacci lên đây đúng không, là chúng ta đang đang không đánh theo mô hình cờ, chúng ta đang đang đánh theo sóng một nè, sóng một sóng hai nè, nó đang đi sóng ba nè, Elliott đúng không, và lên kỹ lưỡi vàng, vậy thì chúng ta đang đánh theo Fibonacci đúng chưa ạ. Vậy nếu như mà giá nó tiến về Fibonacci thì chúng ta phải chốt, hoặc là gần có đó chúng ta phải chốt, chúng ta đang theo nó thì chúng ta ra theo nó đúng không, chúng ta đang đang vào theo lý do gì chúng ta ra vì lý do đó. Chứ nhiều ông ngộ lắm, ví dụ đánh theo này lên cái đây xong rồi anh ơi nó điều chỉnh kìa, chiến lược một kìa, vô mua lại không, đó là một cái hài hước, vào một lý do nào ra vì lý do đó đúng chưa. Và cuộc đời chúng ta cũng như vậy các bạn, những cái người đến bên chúng ta, vợ con bạn bè mọi thứ luôn, những cái người mà đến bên chúng ta đến vì lý do gì sẽ ra đi vì lý do đó. Tôi nói nghiêm túc, tại sao các bạn thấy tôi hay gắt với cộng đồng, tại vì cũng biết cộng đồng đến với tôi vì cái gì, vì nhan sắc là đéo có rồi đó. Ở đây có ai đến với cô vì nhan sắc không quý vị? Ở đây có ai đến với cô vì nhan sắc không? Hả? Có. Nói một cái cô biết cô mừng đấy coi. Còn vớt vát được cái nhan sắc tôi cái coi. Không có thằng điên nào đến cô vì nhan sắc.
Nó đến với tôi là vì tiền và kiến thức, cho nên không có cái gì là phải o bế nó, mà không có gì phải sợ ngại chửi nó đó. Nó đến với chúng ta vì hai cái đó, chỉ cần chúng ta có hai cái đó là nó sẽ đến với chúng ta còn gắn kết với nhau, đúng chưa? À, ngày nào tôi không còn kèo để giúp mấy ông kiếm tiền, không còn kiến thức cho mấy ông, anh em mình chia tay hết. Cho nên vào vì cái gì ra vì cái đó ha. Và cái tư duy này là một cái tư duy mà tôi nói các bạn nên setup đó, nhất là nhớ đến những bạn trẻ, các bạn may mắn. Tại vì tôi phải mất nó mười mấy năm tôi mới học được cái đồ quỷ này, tôi mới học được cái tư duy này. Khi mà học tư duy này chúng ta lạnh lùng lắm, chúng ta rất lạnh lùng. Chúng ta đầu tư tài chính là tài chính, không có cảm xúc. Tại vì chúng ta nhìn rõ được cái sự gắn kết của chúng của đối phương với chúng ta là cái gì, thì chúng ta đi đúng cái đó, không có hoa mỹ, không có bị nó làm cho chúng ta gọi là tung hỏa mù đó, đúng chưa? Rất rõ ràng. À, cái này là tư duy nên nên setup, nhìn rõ cái vấn đề, xem họ đến với chúng ta là vì cái gì, mục đích là cái gì. Chúng ta có cái đó không? Có cái đó thì giữ được họ, không có đó thì hết, hết vậy thôi. À, đó. Ừ. Ví dụ đi làm đi, đi làm ví dụ các bạn nghĩ là công ty nó mời các bạn là vì cái gì? Vì nhan sắc các bạn chắc à? Hả? Đúng không? Đi làm xác định, chả cần phải nịnh nọt sếp gì đó. Chúng ta còn giá trị công ty chúng ta ở lại, chúng ta hết giá trị công ty rồi là xong, chúng ta ra đi, chúng ta bị ra đi, nguyên tắc là vậy. À, đó rồi. Ừ. Vậy nếu vào vì vào theo sóng R khung nhỏ thì nên ra ra theo sóng R khung nhỏ. Có nhiều người bị này nè, ví dụ mở 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 BTC ra sóng R nè, đây khung nhỏ là F nè, múc lên nè, cũng cơ chơi bay lên nè, bay lên nè. Vậy hãy suy nghĩ là em đang vào về cái gì. Chúng ta đang vào theo sóng R chiến lược 1 nè, bay lên nè. Ở đây có đỉnh cũ không? Có thì chốt đỉnh cũ, còn không có thì dùng Fibonacci expansion. Có cái này chúng ta vào theo 5 phút chúng ta chốt theo 5 phút. Nhiều người ngộ lắm, lòng tham. Có nghĩa là vào theo 5 phút xong đó các bạn biết không? Nó đi sóng 3 luôn rồi, xong họ ráng gồng gồng. Có vẻ như 4 giờ còn lên nữa, BD1 còn lên nữa ha, ráng gồng cái kiểu đó đó. Đó là một trong những cái tối kỵ. Thà các bạn đánh như tôi nè. Cô đánh Marine. Cô đánh Marine mục đích cô là kiếm tiền. Cô dùng cái đòn bẩy, cô tận dụng cái đòn bẩy vay của ngân hàng, của băng đúng không, của nhà cái đúng không, của sàn đúng không, cô vay mục đích cô kiếm 3.000, 5.000, 10.000 cô kiếm được rồi, cô đạt được mục đích rồi, là cô vào vì cái gì cô ra vì cái đó, cô kiếm tiền mà. Chứ tôi không mua vì giá trị của Bitcoin là sẽ 100.000 đô, 120.000 đô, cô không mua vì nó. Cô vào vì Marine cho nên cô lời 10.000 cô rút ra, xong cô lấy cái 10.000 đó cô nhảy vô cô mua spot. Lúc đó cô cầm 10.000 này nè, tôi mua spot là tôi không phải lướt nha, là tôi vào tôi mua vì giá trị tương lai của Bitcoin sẽ lên 100 ngàn hay là 120 ngàn đô, nó khác biệt, hai cái khoản này khác biệt. Thì cô đánh như vậy rất rõ nét, rõ ràng cái khoản đó đầu tư giá trị là đầu tư giá trị, đúng chưa? Còn khoản mà trade lướt kinh doanh lướt sóng là kinh doanh lướt sóng, nó là nguyên nhân, nó là như vậy. Nhiều người không 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 phân biệt được cái này giá và giá trị á. Cho nên các bạn đánh các bạn rất là mệt mỏi, đánh rất mệt mỏi. Bây giờ anh ơi em chốt non mẹ nó rồi. Hồi nãy 94.000 em mua, 95.000 em chốt, bây giờ lên 96. Hồi nãy 94.000 đúng không? 94.500, 94.000 em mua, bây giờ lên 94.500 rồi, 500 giá rồi em chốt rồi. Bà mẹ nó lên đến 95, nó lên đến 96 luôn, ủ quá. Cho nên thường chúng tôi mà con nghe mấy câu đó là tôi biết cái người nó sẽ thua. Bởi vì giá tăng nó cũng sợ, nó cũng tiếc, và giá xuống nó cũng buồn. Cho nên giá tăng hay giảm nó đều gánh áp lực hết, mà nó mà gánh áp lực thì nó không bao giờ nó thắng được. Cái đầu của nó phải nhẹ, tâm lý nó phải nhẹ. Càng gánh áp lực các bạn họ càng không chơi được, càng không chơi được. Các bạn biết ngày xưa cô làm bên Forex á, cô đào tạo cho những cái đứa mà nó đứng lên nó dạy về Fibonacci, dạy Sonic R, dạy Ichimoku, dạy này nọ các kiểu, nó run tại vì nó chưa bao giờ nó đứng trên sân khấu, nó có áp lực. Các bạn biết làm sao bớt áp lực không? Cách bớt áp lực đó là các bạn nhai kẹo xin gum hoặc các bạn ngậm viên kẹo cho tôi. Bởi vì á, các bạn nói trước đám đông hay các bạn làm cái gì đó mà các bạn cảm thấy các bạn áp lực, các bạn hồi hộp á, các bạn nhai hay ăn cho tôi. Tại sao người ta mời để điều hợp đồng, người ta hay mời đi ăn. Các bạn biết tại sao không? Ta hay mời đi ăn, hay mời đi nhậu, điều hợp đồng không đi massage đi. Hả? Đi hợp đồng không ra đánh pickleball gì đấy đi đó, các mời đi ăn. Bởi vì khi con người chúng ta mà
đang ăn á, thì tiết ra cái nước bọt, cái túi nước bọt á, thì khi chúng ta đang ăn, não bộ chúng ta đang hiểu là cơ thể chúng ta đang ở trạng thái an toàn, nó sẽ tiết ra một cái nước bọt, đang ăn tiết nước bọt, thì cái nước bọt, cái não bộ chúng ta nó đang hiểu cái thời điểm ăn đó là một cái giai đoạn mà cơ thể nó đang an toàn. Cho nên khi mà đang ăn, cái đường huyết và mọi thứ của các bạn, cái huyết áp các bạn nó sẽ hạ xuống, sẽ bớt căng thẳng lại. Cho nên một khi các bạn trade coin hay trade gì đó, các bạn đang đang cảm thấy nó căng thẳng đúng không, các bạn ăn uống hay nhai kẹo hay là uống nước hay làm gì đó để cho cái nước bọt ra thì nó bớt căng thẳng. Còn một khi mà cái áp lực các bạn nó tăng rồi, các bạn không chơi được đó, các bạn tin vô đi, không cách nào chơi được ha. Nhớ cái bí quyết thắng là áp lực, điều hợp đồng hay làm cái gì cũng như vậy, luôn là áp lực ha. Hạ cái áp lực nó xuống, giảm cái áp lực nó xuống. Rồi. Đây 5 phút, các bạn coi 5 phút nè. Cái màu xanh vẫn chiếm chủ đạo. Nếu mà ai hiểu cái này mặc sức mà gồng có mẹ đâu sợ. Bây giờ màu xanh vẫn chiếm chủ đạo, nó phủ sóng ở đây luôn nè. Mà mình gồng thôi. Gồng thoải mái. Rồi. Ok, để xem có câu hỏi nào nữa thì giải đáp cho anh em ha. Không, chúng ta sẽ nghe nhạc đợi lúc ha. Có một cái đoạn mà các bạn phải lưu ý trong một cái mô hình, một cái dàn chạc mà các bạn phải lưu ý. Chúng ta đừng bao giờ sell khi chúng ta nhìn thấy 5 phút và 30 phút nó đi theo cái kiểu này. Nhìn nè. Đó. Chúng ta nhìn 5 phút và 30 phút nó đi theo một cái dạng như vậy. 5 phút và 30 phút. Không bao giờ sell khi mà nó cứ tạo ra đỉnh sau cao đỉnh trước. Đáy sau cao đáy trước. Nó đi theo kiểu này. Đó. Và những cái đoạn mà lấy đáy sau nó phá vỡ Fibo 50, ví dụ một cái nhịp giống vậy nó không phá Fibo 50, ở đây nó phá Fibo 50 đúng chưa, nó phá Fibo 50 nè, ở đây đáy nè, đỉnh nè, nó phá Fibo 50 nè, nó quay về tới EMA mà nó chạm EMA 89 hoặc 200 á, mà cái vùng đó lại là cái vùng tiềm cận RSI 30 á, ở đây nè, không bao giờ đi sell nó ha. Tại vì sao? Cái cấu trúc trong ngắn hạn 5 phút và 30 phút á, nó lên hoài luôn như vậy, chúng ta đi sell làm cái giống gì, nó lên như này, lên như vậy đi sell làm gì, đi sell là một cái rất là dại dột. Nhìn vô quá khứ xem, nhìn vô quá khứ xem, những cái đoạn mà nó xuống con chút nó lên lại full cây, xuống chút lên lại full cây, lên vượt hơn luôn, vậy mà vẫn đút cái đầu vô đi sell làm chi vậy, ngu muội lắm. Vì sao các bạn sell, các bạn sao họ sell các bạn biết không, các bạn biết vì sao họ sell không? Bởi vì họ nghĩ giá tăng cao lắm rồi. Họ nghĩ nha, chứ họ chưa có nhìn thấy là giá nó thật sự là cao, giá nó thật sự là sự điều chỉnh, nó chưa nhìn thấy, nó đang nghĩ giá tăng cao lắm rồi và nó đi sell. Cho nên những người đó đều phải nạp tiền để mua kinh nghiệm, đều phải nạp tiền để mua kinh nghiệm. Cho nên nhớ nhìn cái cấu trúc này nha, để cấu trúc này, để cấu trúc này, đừng bao giờ đi sell nó. Khi giá nó tăng như vậy nó sẽ hình thành một cái nền giá từ cung nhỏ đến cung lớn. Đây tôi cho các bạn xem, nếu các bạn đánh các bạn để ý, nó sẽ hình thành cái nền giá tăng nè, ra cái nền giá nè nhỏ nè đúng chưa, tăng nè, nó ra cái nền giá đây nè, nó ra cái nền giá nè đúng chưa. Rồi ở đây nè, đây là điều chỉnh nè, nguyên cái đoạn này là một cái nền giá nè, nguyên cái đoạn này là nền giá nè, bây giờ nó ra cái nền giá nè. Vậy thì khi mà giá mà nó phá, nó phải phá qua nền giá, ví dụ các bạn thấy đoạn này không, đây nó lên, nó hình thành một cái nền giá giống như nó lên, nó xây xây nhà, nó xây một cái chừng một cái nền nhà để nó lấy đà lên nữa. Thì khi mà cái nền giá này nó không khủng thì đừng bao giờ đi sell nó lên, nó test nền giá này bật lên chưa khủng này, nó bật lên rồi đi sell nó. Ở đây nó test, nó quay lại nó test cái nền giá này, các bạn thấy không, nền giá này test, nền giá nó bật lên, thằng này lên test cái nền giá bật lên đúng chưa, đúng không? Rồi ở đây nè, ở đây còn khủng nè,
đây cũng là, nhưng mà đây là một cái nền giá của nó nè, nó đang test cái nền giá này nè, à, test nền giá này, test cái nền giá này bật lên, bật lên bây giờ cái nền giá này test bật lên, đúng chưa? Nhưng mà vẫn có đứa đi sale nó không hiểu luôn, không hiểu luôn, đi sale làm cái gì? Nó hình thành một cái nền giá, nó cứ lên là nó làm thành một cái nền, nó lên nó làm cái nền, chúng ta ngồi cái nền nó chưa khủng rồi chúng ta đi ngồi chúng ta đi sale nó rất là dở. Nó là tầm nhìn chúng ta hạn hẹp, tầm nhìn chúng ta hạn hẹp. Rồi xem câu hỏi nào nó có giải đáp cho anh em nha. Ở đây tôi xóa rồi mà nó vẫn còn ta. Rồi anh em còn câu hỏi thì viết ra nha, tôi giải đáp cho mọi người. Đó, nó quay nó đáp nè. Các bạn nhìn 4 giờ đi, có phải nền giá không? Đúng chưa? Hoặc là nâng thằng này lên, nâng này lên đó, nó đang phá liên tục và chưa khủng cái nền giá này đi sale làm gì? Nhiều người sale bây giờ đi sale là họ nghĩ trong đầu là giá nó cao rồi đi sale thôi, né mấy cái đó nha. Nên SL khi đánh theo số R như thế nào, em vào vì lý do gì? Em vào vì lý do gì? Em ra vì lý do đó thôi, đúng không? Em vào vì lý do gì? Ví dụ như bây giờ 5 phút, 30 phút giá đang tăng, số này R 34 trên 89 trên 200, 34 5 phút trên 89 trên 200 đang đạt tăng này, test đã bật lên, vậy xuống đây bay lên, xuống đây bay lên, khi nào đây không còn là đạt tăng, khi nào, khi đường giá nó nằm dưới cái thằng này luôn là có cái màu bắt đầu chứ chưa giảm nha, nhất thời nó giảm tại vì cấu trúc số này R 34 dưới 89 dưới 200 nhất thời chứ nó chưa giảm, à chưa có giảm mới nhất thời à, hiểu chưa? Đúng không? Cho nên khi nào là cắt, chúng ta vào vì số này R, chúng ta ra vì số này R, R đây là đạt âm đúng không? Vậy khi nào mà số này R 34 nó cắt bà, nó âm chín R hết hết hy vọng là bắt đầu thấy cái màu hết đẹp rồi đó, tạm thoát ra ngoài, chúng ta vào vì lý do gì chúng ta ra vì lý do đó, đúng chưa? Rồi. Ừ. Đợi tí. Để xem có câu hỏi nào nữa giải đáp cho anh em ha. Ok. Cái channel bên cái tham gia, cái tham gia bên channel, cái tham gia bên bên bên, bên thi giải thì các bạn click vào là đăng ký ha, là tham gia được. Cái đường link thì tạo tài khoản khai viên ít, tạo tài khoản viên ít theo, link rep của RKK thì vào thôi. Có nhiều bạn giờ cũng còn lúng túng không biết cái đó nè, ví dụ như vậy nè, test số R chia ra, ví dụ bay đây 5 phút canh bay đây vậy thôi. Rồi nếu như mà giá nằm dưới dưới chỗ này nó bắt đầu có cái màu rồi là khoan, là bắt đầu ngưng lại quan sát lại, đến khi nào mà 34 mà cắt 89 rồi hết hết phim hay rồi, là bây giờ cái lý do của đạt ăn không còn nữa, chúng ta ngưng thôi vậy thôi. Vậy mình chỉ sọt khi cấu trúc đảo chiều ngược lại với bên bán này, anh em hiểu như thế này nè, trong một cái đạt ăn, trong một cái đạt ăn, tại sao chúng ta xem số này R, chúng ta xem 4 giờ, tại sao chúng ta xem 4 giờ mà chúng ta không xem khung nhỏ? Bởi vì muốn tăng thì nó phải cần bền vững và duy trì đủ lâu thì mới gọi là tăng. Một cái người mà mới nghèo chết mẹ luôn, nó mới trúng vé số được mấy chục tỷ, không nói nó thằng nhà giàu nha, không nói nó nhà giàu, nó chỉ nhất thời nó giàu thôi, hiện tượng nó giàu thôi, chứ bản chất nó vẫn là thằng nghèo, nó không giữ được tiền nó sớm chết, còn mang quả nữa, còn mang quả sát thân nữa. Cho nên phân biệt bản chất và hiện tượng. Vậy thì nếu mà một cái giá mà nó muốn tăng bền vững, nó phải lên xong nó sideways, nó lên nó sideways, chứ không có chuyện mà nó tăng một mạch lên rồi nó tăng không. Nó mà lên nó xong nó tăng giống như C4 giờ nó tăng rồi nó lên, rồi các bạn coi nó lên, nó tạo cái nền giá nó sideways lên, tạo nền giá sideways, thì nhờ nó đi ngang như vậy nó kéo sau nó R lên,
Cho nên nó là lý do tại sao chúng ta phải coi 4 giờ, là bởi vì nó phải đủ lâu, 4 giờ là đã quá lâu để có thể hiện tượng nó thể nó hình thành được cái bản chất. Hiện tượng nó hình thành bản chất. Cho nên chúng ta phải xem xu hướng 4 giờ, ok chưa? Rồi. Vậy khi xu hướng 4 giờ mà là đã tăng rồi, theo các bạn nếu như mà từ tăng chuyển sang giảm thì nó rớt một phát, nó rớt một phát 4 giờ rớt xuống, hay nó sẽ rớt từ khung nhỏ nó rớt lên? Suy nghĩ xem. Hả? Có trường hợp mà 4 giờ nó rớt một phát rớt đây không? Có. Nhưng cái đó không gọi là phân tích kỹ thuật. Cái đó không gọi là phân tích kỹ thuật. Cái đó gọi là tâm đốc. Cái đó gọi là thiên nga đen. Còn đúng chuẩn phân tích kỹ thuật đó nha, là nó sẽ rớt từ khung nhỏ. Cái đó gọi là nó bẻ chạc. Vậy nếu như khung lớn đang là một đặc ân mà nó ừ ân mà chuyển sang giảm, thì nó phải bẻ chạc từ khung nhỏ chuyển sang. Đó là lý do tại sao chúng ta học bài hệ thống giao dịch số 2. Nó có cái phần là so sánh 3 khung. Nhớ không? Đánh spot so sánh. 4 giờ nó mà đã giảm rồi, không cần coi hai khung còn lại. 4 giờ ăn coi 30 phút, 5 phút có đồng pha hay không. Đó. Cho nên nếu mà nói một cái đà tăng mà gọi là bền vững, nó phải tăng lên từ từ và hình thành 4 giờ. Và nếu muốn phá cái đà đó, nó phải phá từ khung nhỏ. Mọi cái cuộc đảo chính nó đều xuất phát từ cái đơn vị quần chúng nhỏ nhặt nhất. Luật quy luật xã hội nó như vậy, nó đều xuất phát từ những cái việc nhỏ nhỏ lên. Những cái hiện tượng nó đủ nhiều rồi, nó sẽ thay đổi cái bản chất. Còn ví dụ đang lên như vậy, từ những cái đùng một cái nó rớt xuống, thì cái đó không gọi là phân tích được. Cái đó phân tích mẹ gì, không có phân tích được gì hết. Cái đó là tăng tốc. Ví dụ ông Trung ông điên điên, ông nói bây giờ nghỉ chơi ripple nha, thằng nào chơi cái bắt bỏ cầu cái bắn bỏ đó, ripple rớt. Cái đó phân tích cái gì? Không có cái chạc gì nào phân tích được hết. Cho nên chúng ta vào vì lý do gì, chúng ta ra vì lý do đó là như vậy. Mà phải tỉnh táo, trong đầu chúng ta lúc nào cũng phải phân tách ra. Vô gì cái gì, ra về cái đó, cần khung nào đó. Ha. Rồi. Thậm chí chúng ta mua BKC, chúng ta mua EKH là chúng ta đâu phải mua theo chạc, chúng ta mua vì giá trị. Chúng ta mua cho 2 năm, 3 năm nữa, chúng ta không hề mua theo chạc. Chúng ta không có mở cái chạc D1 vậy nè, rồi khung khung ngày nè, khung tuần nè, khung tháng vậy nè, cho nên bay nè, chúng ta không bao giờ chúng ta coi kiểu đó đó. Đúng không? Chúng ta mua chúng ta hold lâu dài, mà hơn 6 tháng năm chúng ta mua vì giá trị, là chúng ta đang mua vì gì? Là vì tin đất. Là vì tin đất, vì tương lai của nó. Chứ chúng ta không có mở cái chạc anh coi giùm em. Bây giờ BBC mua giá nào được để em giữ 2 năm? Đó là một cái câu hỏi rất là hài hước. Đúng không? Trừ khi đánh Marine thì còn nói mở cái chạc ra nè. Bây giờ 5 phút, 3 phút nè, lúc nào bay lên được, lúc nào long ít 50 nè. Cái đó là đúng. Còn mua mua lâu dài không có chuyện mà mở D1 ra anh coi giùm em D1 gì mua được chưa, em giữ 2 năm. Cái đó là người không hiểu vấn đề. Đã mua lâu dài là không coi trên phân tích thuật. Phân tích kỹ thuật là chỉ dành cho ngắn hạn. Nhớ cái điều đó. Còn mở khung lớn được không? Được. Nhưng tỷ lệ sai rất cao. Vì sao? Vì sao? Chúng ta mở khung nhỏ, tại sao tỷ lệ sai nó ít hơn? Đó. Là bởi vì khung nhỏ nó rất là nhanh. Nó rất ít thời gian. Nhưng chúng ta mở khung lớn, các bạn có thể mở cái M1 nè. Một cây này là một tháng, một tuần. Vậy trong một tháng, một tuần đó, biết bao nhiêu cái cơ hội để cho kênh đất nó thay đổi cái phân tích thuật. Ngày mai Fed họp, ví dụ chúng ta mở cây này là còn đi, cây này còn tuần này không có kênh đất của Fed thì còn đi khai phân tích kỹ thuật. Nhưng lỡ mở nhầm cái tuần mà ba mẹ nó ngay cái kênh của bầu cử, ngay cái kênh của Fed, ngay cái kênh mà tuyển cử của ông Donald Trump, thì lúc đó các bạn nghĩ có cái này nó có khai phân tích kỹ thuật không? Nó không khai được. Cho nên đánh khung lớn càng dài là càng chết, chết vì thời gian. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, thay đổi hết, thay đổi mọi thứ. Cho nên đánh thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề. Ha. Đã học phân tích thuật, đã trade thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề và phải biết vận dụng nó, cái nào xài, cái nào có nên xài, cái nào không nên xài. Rồi. Ok. Nè, 5 phút. Các bạn coi. Cây màu đỏ vừa bán tháo ra là nguyên cây xanh, mua bà nó hết trơn, mua nhiều hơn luôn. Vậy thì rồi bà xúc phạm bà bấm lộn cái gì nữa, quẹt quẹt tùm lum lên nè. Hình như có chưa khóa rồi con. Chắc bấm lộn đúng không? Đó, anh em xem câu hỏi nào nữa thì tôi giải đáp nha, để tôi có tắt cái chức năng khóa rồi. Cái thằng Zoom này nó bị cái gì đó, nó hay bị cái lâu lâu nó hay bị
Con tắc hồi nãy đầu là bữa được tắc rồi á mà vẫn còn bị như vậy. Nó còn hiện cái nó lên. Đây 5 phút các bạn thấy không? Bật lên rất là mạnh mẽ. Và một điều nữa dễ nhận diện nhất chỉ các bạn. Người ta nói gọi là nhìn mặt biết số nhà. Các bạn để ý bên cộng đồng. Những cái đứa mà nó trade á lên thì nó hưng phấn lắm. Nhưng có một vài cây đỏ này nè rớt xuống, hay là một cây đỏ này rớt xuống, nó chửi Bitcoin, nó chửi những gì, nó nói downtrend rồi, nó nói Bitcoin lật mặt rồi, trong khi khung nhỏ nó đi rất là xa so với ER, nó chỉ mới nó quay lại nó test so với ER là nó đã chịu không được cái đó rồi, thì nó không cách nào nó chơi thắng được các bạn, những cái đó không cách nào chơi thắng được đó, tại vì nó cần chữa cái bệnh tâm lý, nó cần đi bác sĩ tâm lý để chữa chứ nó không phải là cần đi học phân tử học. À, cùng 30 phút cũng như vậy, 30 phút cũng như vậy. Đó, để những cái đoạn như vậy nào, những cái đoạn như vậy mà các bạn thấy thằng nào mà nó than thở nhiều nhất á là thằng nó có vấn đề rất là lớn. Tại vì sao? Tại vì những cái người mà một cái đà tăng tăng như vậy, những cái người mà thắng được cái rút tiền á, thì một cái đoạn mà điều chỉnh như vậy tao không có chửi, tao không than, tao không than, không thở, không nói gì đó, rút tiền rồi nói gì nữa. Nhưng có rút 10.000 đô rồi bây giờ con ngồi con đánh ha, có rút 10.000 đô con vô spot rồi bây giờ con ngồi con đánh 500 đô, đoạn này nó về đây cũng thả lời luôn. Tôi lấy mẹ tôi than ăn 10.000 đô cũng nên nói lại 500 là bình thường. Đúng chưa? Cho nên những cái đoạn mà chúng ta sẽ quan sát tâm lý đám đông, mà một khi mà nó điều chỉnh như vậy mà nhiều thằng nó ngồi nó khóc, nó lật mặt rồi, như hồi nãy có thằng mình kêu đánh ít 30 ít 50 gì đó, một nó mất ít 120 gì đó, nên một cây đỏ cái là nó sợ, nó nói SL rồi là vậy đó. Những cái đứa đó không bao giờ đánh thắng được. Thật. Bạn có cho kèo nó thắng đúng không? Ngày mai nó chơi nó cũng khô cái. Gỗ mục nó không thể nào khắc ra được. Tâm lý nó cần phải sửa. À, cho nên để ý chỉ cần những cái nhịp mà 5 phút, 30 phút mà nó điều chỉnh mà vẫn có đứa cảm thấy áp lực, cảm thấy khó chịu là những đứa đó nó sẽ khôn. Coi lại nhiều khi mình là những đứa đó nha. Chưa đâu. 4 giờ. Nhớ cái bài mà tôi nói hoài luôn. Mỗi lần mà BTC lên cao 93.140 nó quay là nó test xuống R là 86.500. Nhiều giá không? Hơn 5.000 giá. Những lần mà BTC rời xa so với R mà nó quay là nó tái một cái. Các bạn nhìn đám đông đi. Các bạn nhìn đám đông đi. Các bạn sẽ biết liền. Những cái lúc đó là những cái lúc mà của nó bị thanh lý lệnh. Tức là gì? Trong quyết cỏ nó gọi là gì? Nó gọi là gì? Nó gọi là lực bán tháo mạnh. Nghe thanh lý mấy triệu đô la Mỹ nhớ không? Mỗi lần so với R các bạn để ý đi. Nó lên RSI 70 những vùng này và nó quay lại nó cái sóng R ở đây nè, nó rời xa sóng R, nó quay nó cái là 4 giờ nha, hồi D1 nha, là lúc đó đúng y như rằng đám đông bị thanh lý mấy triệu đô, thì lúc đó trong cái cọc nó gọi là gì, lực bán tháo mạnh. Nhưng cái lực bán tháo mạnh này á nó có yếu tố cạn cung, nó yếu tố cạn cung trong đó. Ví dụ anh bán 10, anh ra chợ anh mua đồ, anh mua 10 kg thịt lợn, anh mua 100 kg thịt lợn, hay là anh em mình làm đám giỗ gì đó anh mua 100 kg thịt lợn, một cái thằng mà nó có một ấn đó, nó bán cho anh 100 kg nó khác nha, còn một thằng nó vẫn bán cho anh 100 kg, nó có 100 kg nó bán anh 100 kg xong đóng cửa hàng nó luôn, nó khác. Hai thằng đó bảo đảm các bạn nó sẽ bán giá khác, nó bán giá khác à. Cái thằng mà có 100 kg mà các bạn tới mua 100 kg nó mừng, nó bán các bạn cái giá hân hoan lắm, nó bán bạn mua hết của nó bán giá hân hoan lắm. Nhưng thằng có 1 tấn mà nó bán bạn mà bạn mua nó 100 kg, những cái nó không cần giảm giá các bạn đâu, nó không cần giảm giá các bạn đâu, ít quá hiểu không ạ. À, cho nên khi mà giá nó rời xa so với R mà nó quay là nó ép, mà chúng ta quan sát đám đông á mà nhiều đứa ngồi chửi thề, ngồi than, ngồi khóc á, thì chúng ta nên vui má, còn nó không than, không khóc, khóc không có gì hết thì mới là sợ. Ngày mai thấy báo, ngày mai cái kênh này đăng là ở thanh lý mấy triệu đô la Mỹ, ủa mà sao nhóm mình trong 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 cộng đồng mình không có đứa nào chửi thề hết vậy, là coi chừng. Tại sao phải coi chừng? Ủa nó phải khóc, nó khóc có nghĩa là nó thua, nó không còn gì nữa thì là cạn cúng, nó không còn gì để mất nữa, bạn hiểu không? Bạn market đang nhấn vô cái nỗi đau của nó, nhấn vô đau nó rồi, còn nó rớt như vậy mà không khóc này nó chưa nhấn vào nỗi đau của nó, có nghĩa là nó còn giữ hàng, nó còn giữ hàng, bạn hiểu không?
mà là thấy nó rớt như vậy mà không thấy thằng nào đăng là thanh lý mấy chục triệu đô la Mỹ này nọ, thì coi chừng nó thanh lý càng nhiều càng mừng. Đối với tôi nó thanh lý càng nhiều càng mừng. Nó thanh lý như vậy mà nhìn đám đông ai cũng hoảng loạn, ai cũng lo sợ, ai cũng chửi thề, market lực mặt up down trend rồi các kiểu rồi. Đó, cái lúc đó là cái lúc mình gom đó. Lúc đó bên quý cọt cái đó nó phân tích về tâm lý, nó đi miêu tả rất là rõ nét. Cái đó mới là cái lúc gọi là cạn cung. Cái thằng mà nó bị cướp hết tài sản nó sẽ ngồi nó chửi thề. Cái thằng đó là thằng không còn gì để bán, nó sẽ ngồi chửi thề. Còn nó mà vẫn còn á, ví dụ như nè, tôi ăn 10.000 đô, bây giờ tôi bị cháy 500 đô, các bạn có thấy tôi chửi thề không? Tại sao tôi không chửi thề? Tôi còn tiền đây mà, tôi còn hàng mà, tôi không chửi thề. Cho nên phân tích tâm lý là chúng ta sẽ phân tích kiểu đó. Cho nên cái đoạn mà nó quay về nó ép mà nhìn ngay ngay RSI 30 á, của 4 giờ á, bắt đầu ngồi ngồi coi group chat, ngồi coi cộng đồng, ngó qua một số kênh, đúng chưa? Lâu lâu hay có tin là thanh lý mấy triệu đô la Mỹ gì đó, xong của nó chửi rồi, ok tao vô hàng được rồi, tao vô dừng được rồi, tại vì bị thanh lý mấy triệu đô la Mỹ có của nó trong đó rồi đó. Rồi à, để kéo lên xem. Ok, anh em show lại quá trời. Tốt. À, bạn quản gia bạn có mới 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 mất một cái khóa học về chim tinh học, khóa này chất lượng nè, khóa này ngày xưa mình có biết cái này, à, up lên channel khi giải đó anh em, ai chưa học nên, nên xem qua ha, cái khóa này ok đó, khóa này nên nghe qua rảnh mà cuối tuần nghe qua xem qua biết rồi cần. À, mấy hôm nay cô cũng đang bận, cô làm cô setup cho xong cái vụ mà lịch 2025 á, chốt cho xong anh này nọ rồi còn phát giao cho tặng mấy anh em nữa. Rồi thôi còn câu hỏi nào nữa cô giải đáp cho anh em ha, anh chị em xem có câu hỏi nào nữa giải đáp cho anh em. Và một điều nữa để ý, các bạn để ý trong cái tiến trình mà giá nó chạy á, sợ nhất mà nó tăng mà volume không có, sợ nhất là nó tăng mà volume không có. Ví dụ nguyên cái đoạn này mà tăng nè, các bạn thấy không, nguyên cái đoạn này tăng là giá tăng rồi, nguyên cái đoạn giá tăng mà volume có rồi, không có đâu có lo, các bạn hiểu không, không lo, mà màu xanh là chiếm chủ đạo nó không lo. Còn nguyên cái đoạn này mà tăng mà volume nó tăng nha, nhưng màu đỏ chiếm chủ đạo thì mới sợ, hiểu không? Mới sợ. Còn trong khung nhỏ tại sao, tại vì hồi nãy mới nói là đang là đạt 4 giờ đang là tăng, thì nếu mà muốn bẻ chặt hết tăng thì nó phải xuất hiện cái khung nhỏ, nhưng khung nhỏ nó cái hiện tượng như vậy thì nó vẫn duy trì đà tăng, chúng ta không có gì phải lo hết, các bạn thấy không, có nghĩa là trên bảo dưới nó nghe thì không có gì phải lo hết, nhưng mà trên bảo mà dưới bắt đầu không nghe thì mới loạn. Cho nên ở dưới chúng ta nhìn volume ổng, tại vì volume mà tăng thì giá nó phải tăng, còn nếu mà nó tăng mà volume nó giảm thì cái kiểu này nè kiếm cái nhịp nào điều chỉnh, volume tăng mà giá nó không tăng, giá nó tăng mà volume không tăng, ví dụ như cái đoạn chỗ này đi đó, các bạn thấy không, giá nó tăng nè nhưng mà volume không tăng nè thì nó điều chỉnh nè, nó điều chỉnh nè, nó điều chỉnh đến cái đoạn này nè, đến đoạn này nè các bạn thấy không, đến đoạn này nè bắt đầu volume tăng nha, volume tăng nha, đúng không, volume tăng nè, bắt đầu đến đoạn này nè, các bạn thấy không, nó rủ thêm một phát nè, nguyên cái đoạn này nè, nguyên cái đoạn này là volume lớn nè, volume trên mức trung bình nè, nguyên cái đợt bạn này volume trên mức trung bình nè, bắt đầu giá nó rủ nè, bật lên nè, volume xanh chiếm chủ đạo là bật lên nè đó, còn đoạn này đã tăng là volume giảm nè. Cho nên á, volume mới nhớ nha, volume volume nó là bản chất, giá mà chúng ta thấy nó chỉ là hiện tượng thôi, nhớ nha, giá mà chúng ta thấy nó chỉ là hiện tượng thôi. Đây giá tăng volume tăng mà màu xanh chiếm chủ đạo nữa, không gì phải lo, không thoải mái, đoạn này cứ múc lên múc lên múc lên, còn ai đã entry đẹp mà lãi nhiều rồi chốt đi lấy tiền lãi mà đánh, từ tăng gồng lên 96 cầm cái lệnh gồng lên 100 cũng được, nó tùy các bạn, không các bạn nói ít em ít 3 tháng này rồi tuyệt vời, ít 3 nên rút đi nha, ít 3 rút tài khoản, rút rút lãi đi, bỏ vô spot, bỏ vô spot, bạn tin tôi đi, có cái trường hợp này nè, tôi nói trường hợp này rất dễ xảy ra, rất rất là nhiều người bị, rất nhiều người bị.
Trường hợp là sao? Ví dụ chúng ta mở, chúng ta xem Fibo sóng 1, sóng 2. Chúng ta dự phóng lên sóng 3. Lên sóng 3, tỷ lệ vàng nằm đây. Và chúng ta đánh á, ví dụ con BC như vậy, chúng ta đánh chúng ta sẽ cây B chỗ đây 96.000. Sai. Chúng ta không thể nào mà chúng ta mua ở đây. Chúng ta mua ở đây. Mua ở đây. Mua ở đây. Mua ở đây. Gồng lên 96.000 đó, đó. Không thể nào. Đó rất là nguy hiểm. Cái cách của chúng ta là biết ở đây nó lên 96.000, chúng ta mua ở đây, xong chúng ta bán ở đây, bán ở đây, bán ở đây. Tại sao phải bán ở những vùng này? Bởi vì chúng ta bán ở đây áp lực chúng ta giảm xuống, chúng ta bán ở đây áp lực giảm xuống, giá càng lên cao chúng ta phải càng giảm áp lực xuống, thì chúng ta mới có cái cách để chúng ta gồng được ở đây. Nhiều người bị một cái bệnh cực kỳ nguy hiểm trong phân tích thuật là anh chị phân tích xong rồi ra KB nằm đây, ở đây là KB, nó đo cái kiểu này nè, mụ nội nó đo kiểu này, má nó đo kiểu này nè, TB ở đây, SL ở đây, xong ngồi đánh, ngồi đánh là sai nha, là nguy hiểm nha. Nó ngồi đánh đây, ngồi gồng 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 lên cái đây, phải lên TB mới chốt mà, tại sao không chốt dừng ở đây rồi phải xuống cái này mới SL, tại sao không SL dừng, đúng không? Chúng ta vào cái này, chúng ta vào vì lý do gì? Sóng 1, sóng 2 đây Fibo 50 làm mẹ gì? Không Fibo 50 thì cắt bà nó đi chứ ngồi gồng làm gì nữa, đúng không? Không Fibo 50 cắt mẹ nó đi rồi gồng làm gì, tại sao phải đợi nó qua cái đỉnh này, qua cái này chúng ta mới mới cắt à? Hoặc ở đây chúng ta cắt dừng được rồi, còn giá mà phá đỉnh chỗ này là volume lớn nè, volume bé thì cắt theo kiểu bé, volume lớn khủng khiếp thì cắt theo kiểu lớn khủng khiếp, hoặc là gồng lên tiếp hình như vậy. Cho nên giá mà nó tăng như vậy, đánh theo cái lối mà KBSL xong rồi ngồi kiên trì với market, một là ăn cái thằng này, hai là chạm SL rất là dốt. Tôi không bao giờ có đánh theo cái lối đó. Đánh theo cái lối đó là cái lối mà nó chứng minh mình là mình đúng. Tao là tao phân tích như vậy, giá lên đây tao chạm là chạm đây SL, một là lệnh tiền đây, hai là mất tiền đây nè. Chứ gì? Phân tích mình đúng chứ không? Chúng ta đầu tư mà. Các bạn hình dung ra các bạn, chúng ta vào trong trade coin giống y chang chúng ta đang đi kinh doanh mua bán á. Bây giờ nè, nghe nói cái mẫu áo này có bán chạy lắm nha. Ok chưa? Với cái đà này bây giờ đang khan hiếm hàng, cái mẫu áo này anh nhập vô là 100k, anh nhập vô 50.000, anh nhập vô 100k đi, dự kiến là có bắt đầu anh bán được tới 300.000, 300.000 đồng Việt Nam là lên 300k đúng chưa? Vậy mắc mẹ gì bây giờ, không lẽ mình nhập đúng 100.000 này mình đến có mình bán 300 hả? Không, bây giờ nhập 100, nhập 50 cái, 1.000 cái bán 100.000, nhập vô 100.000 đúng không, bán 120, có thằng trả 120 lời bán mẹ nó đi, đừng có bán hết, bán dừng 130 bán rồi lên tới top rồi bán 300.000 cái đúng không, ngu ngu sao chịu cho cả đống, đỡ bán hết ôm à, chịu là hết thôi, bán dừng 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 nó y chang. Các bạn đang trade, các bạn mở cái app đó, nó y chang đây mình kinh doanh. Bây giờ biết BGC lên lên đúng không, còn lên đúng không, bây giờ giá rẻ nhập hàng vô, nhập hàng vô xong rồi lời chút bán đi, con nhập nhiều đợt, con nhập nhiều đợt, đợt này con nhập có lời 20 đô nè, đợt sau con nhập giá này có bán được 30 đô nè, nhập dần 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 cuối cùng lên tới đây chúng ta nhận nguyên cục tiền. Mặc dù ví dụ phân tích từ đây lên đây các bạn ăn được 10.000 đô, 10.000 đô, nhưng đánh theo lối này từ đây lên tới đây bạn chỉ ăn được 7.000 thôi, nhưng được cái gì các bạn biết không, chắc ăn bạn không có thua, bạn không có thua, bạn không ăn được 7.000 thì bạn không ăn được 4.000, bạn đứng ăn mà, do bạn nhìn thấy là lên đây là giá lên đây phải ăn 10.000 cho nên bạn đau khổ, giá lên đây bạn ăn 10.000 nào mới đau khổ. Các bạn tôi làm vậy hồi phân tích xong lên tới đây là chỉ ăn được 10.000 đô, 20.000 đô nha, xong cứ ngồi cứ mơ cái ngày đó không mà không ăn được, cái giá nó không lên tới đây thì không chốt à, chi vậy đúng không? Cho nên xóa tư duy đánh này nha, thì đó xóa tư duy đánh này nha, các bạn thấy không, cô phân có 96.000 đô, cô đâu có điên, cô ngồi nãy giờ lên 10.000 đô là cô chốt mẹ nó rồi, cô cầm 500 bây giờ cô đánh cô múc lên như vậy này, cô bay lên như vậy lên được 96.000 đô cô ăn tiếp phần còn lại, còn không thôi kệ mẹ nó, mình vẫn ăn 10.000 đô mà đúng không, đánh theo như vậy các bạn không bao giờ thua, tâm lý thoải mái. Còn đánh theo kiểu mà ngồi phân tích TBS ngồi gồng cố sát lên đó chi vậy, mình không cần, mình đúng cần mình kiếm được tiền, mình kiếm được tiền mình sống đủ lâu để nhìn thằng khác sai, để nhìn nhiều thằng sai là mình đúng đó, cái nguyên lý của tôi đã như vậy á. À,
Rồi. Ok. Đúng rồi. Duy trì đà giảm chỉ có dấu hiệu ừ. Đó bắt đầu. Mấy anh em phân tích hơi cứng, bắt đầu cứng rồi đó. Rồi. Ừ, để xem câu hỏi nào nữa giải đáp cho anh em ha. Mẹ nguyên cái khối lượng mày sợ mẹ gì? Màu đỏ. Khối lượng đỏ gì bán ra nè, bán ra thằng xanh nó múc vô hết trơn luôn. Thằng xanh múc tiếp nè, bây giờ có đỏ bán nè. Đó là thằng xanh nó yếu dần nè. Nhưng mà giá ăn là yếu dần nha, thì coi chừng thì coi 5 phút chứ nó sẽ qua sau 5 phút. Còn chừng nào nó bứt phá ra chỗ này á, kèm khối lượng lớn á, thì nó lên tiếp theo mô hình cờ nè, lên cả cái flat này mô hình này, lên đó. Mình nhớ nha, một trong những cái sai lầm nhất là chúng ta đánh xong rồi DTB, chúng ta sẽ DTB, chúng ta nghĩ chúng ta sẽ ăn được TB đó, lên giá lên đó chúng ta ăn mấy chục ngàn đô đó. Đó là những cái sai lầm, nó sẽ làm cho chúng ta kỳ vọng quá nhiều á, và chúng ta sẽ chết á. Đừng kỳ vọng kiểu đó à. Lên đây có thể là sẽ được 10.000 đô, nhưng bạn không bao giờ mang được 10.000 đô đâu, bạn tin đi. Lên đây chốt dừng, chốt dừng. Càng lên càng chốt dừng. Chốt dừng là ôm tiền, giảm rủi ro, hạ áp lực xuống, rồi lấy cái tiền đó, rồi lên cái đó. Nó giống như mà các bạn biết á, là đầu bếp á, cắt cái con cá đó. Bạn không thể nào mà bạn dùng một nhát một mà bạn lóc hết thịt con cá đâu. Bạn lóc dễ nhất là bạn lóc cái phần thân, xong muốn lấy thêm thịt của nó, bạn phải mất thêm nhiều nhát dao để lóc thịt tiếp của nó, lóc dần 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 tới cái đầu con cá hay là cái đuôi con cá, hiểu không? Cho nên cái nhát dao mà ngon nhất là ăn cái phần thân này là xong rồi á, đi ít tiền lại ăn tới đầu của con cá luôn, đi ít tiền lại ăn tới đầu của con cá luôn. Còn không ăn được đầu con cá nó rớt xuống đây thì cháy cái phần này, cái kệ mẹ nó không có nhiêu tiền nữa đó, nhưng ăn cái phần thân chứ ha. Những cái đó không có đùa đâu, những cái đó mà nhiều cái nó đơn giản mà nhiều ông không làm lắm á. Tôi đã có áp dụng mỗi ngày các bạn, có áp dụng mỗi ngày. Rồi xem câu hỏi nào nữa, xem câu hỏi nào nữa tôi đáp cho anh em ha. Các bạn tin tôi đi, thật sự cái bí quyết mà anh em mình chiến thắng trong thị trường này của nó á, nó là áp lực á. Ngày nào mà chúng ta hạ áp lực đó là bây giờ các bạn suy nghĩ lại đi, anh em mình ví dụ chơi coi thua 5.000 10.000 rầu chết mẹ luôn. Má đâu con vợ nó vô nó nói anh em thấy anh buồn quá, mấy anh cầm 10.000 anh chơi đi anh bớt buồn lại ha, chứ nhà mình có điều kiện mà anh. Còn những cái mình hết buồn liền à, nhà mình còn mấy chục ngàn đô thì anh đốt 5.000 10.000 anh buồn mẹ gì, em còn vài chục ngàn cho anh đốt nè, còn như mình hết buồn liền, đúng không? Vì sao? Vì áp lực không còn nữa, nó đơn giản như vậy á. Và những anh chị em học viên mới, các bạn muốn thắng trên thị trường này, các bạn phải cố gắng. Các bạn nghe là cái bài mới vừa rồi, hai cái bài mới vừa rồi cũng hướng dẫn setup tài khoản. Các bạn phải setup tài khoản cho các bạn một cái vị thế không áp lực trade, chắc chắn các bạn tỷ lệ thắng của các bạn 80-90%. Chỉ cần các bạn làm được cái vị thế đó, các bạn setup thêm cái, củng cố thêm các phương tiện kỹ thuật và cảm giác nữa, không cách nào thua được. Tôi nói thật, không cách nào thua được. Thua nó một canh một kỹ một kèo, tôi cho kỹ một kèo qua múc lên một cái bụp lụm lại reset, đánh lại đánh lại. Còn nhớ câu chuyện bài cào không? Đánh bài cào tôi nói các bạn không? Tại sao ngày Tết tôi đánh bài cào là tôi luôn thắng, tôi luôn thắng? Bởi vì tiền vốn tôi nhiều, tiền vốn tôi nhiều, tôi cầm mấy triệu bạc xong cái tôi đánh 2.000 đồng, tôi thua tôi đánh 4.000, tôi thua tôi đánh 6.000, tôi đánh 8 chứ, đánh 8.000, thua tôi đánh 16.000, thua tôi đánh 32.000, thua có đánh 64.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến lần thứ 6 tôi mới thắng. Sau 4.000, quăng sau 4.000. Tôi quay lại tôi đặt 2.000. Cô chơi như vậy, cô đâu phải là chơi như vậy, không phải là để cơm áo gạo tiền nữa. Chơi như vậy là chơi để thắng. Chơi như vậy là gọi là chơi để thắng nhà cái luôn đó, đúng không? Bạn thử mà đánh theo lối này đi, không con nào làm cái chịu chơi các bạn đó, bảo đảm luôn, nó chửi liền luôn á. Rồi ừ.
Ok, anh em xem câu hỏi nào nữa nha. À, thấy không, volume giảm dần nè, volume giảm dần nè, là bản chất nè, hiện tượng bắt đầu sớm quay lại bản chất nè. Bây giờ nó quay lại nó ép thì phải coi cái khối lượng giao dịch của nó là nó bán mạnh không hay nó bán yếu. Nếu nó bán yếu thì lên, hiểu chưa? Còn nó bán mạnh nó sẽ xuống ép ép tiếp. Chúng ta sẽ lấy cái mốc nào, lấy cái mốc mà có phản ứng, mốc nào có phản ứng các bạn, mốc nào có phản ứng, cái mốc này có phản ứng nè. Cây này phải là cái phản ứng không, cây này phải là cái phản ứng không khối lượng nè, đúng không? Tại sao gọi là cây này là cây có phản ứng? Cây đỏ này có phản ứng không? Cây đỏ này không phản ứng. Cây đỏ này nó rớt xuống không có thằng nào mà làm nó dội lên á, nhưng cây này là có dấu hiệu bị dội lên nè, và volume lớn là cây này có phản ứng. Vậy nếu như mà giá nó rớt về cái vùng này thì nó lòi ra cái gì, nó ra cái bài gì chúng ta đã học, nó ra cái bài gì chúng ta đã học à? Có ai còn nhớ ra bài gì chúng ta đã học đúng không? Đó, nó ra so sánh 1 2, nó ra kiểm định cung cầu, nó ra cạn cung chứ gì nữa. Cái giá này ngày xưa giá này nó mua vào như vậy, bây giờ rớt về đây mà lực bán nó yếu, lực bán nó phải mạnh, nó phải mạnh bằng giá này thì mới có, thì mới gọi là nó còn nó chưa lên được, hoặc nó còn nó ép. Lực bán nó mạnh như vậy đúng không? Giả sử này cái lực bán này nó mạnh bằng cây này nha, thì nó tới đây đúng không, nó lên nó ép lại lần nữa. Tại sao nó phải ép lại lần nữa, tại sao nó ép lại lần nữa mà nó không lên nè? Thằng này là một, thằng này là hai, thằng này là ba, thì lúc này nó vẫn ra 1 2. 1 2 ở đâu là 1 2? Thằng 2 3 chính là 1 2, còn mẹ gì nữa. Tại vì 1 2 test không xong cho nên nó test lại lần nữa, nó ra 2 3 2 3 chính là 1 2 đó. Lúc này thằng 3 thì sẽ so sánh với thằng 2 nữa, thằng 3 mà mạnh hơn thằng 2 đúng không, là nó chưa lên được, nó có thể đi xuống hoặc nó quay lại làm thằng 4, lúc nó lại so sánh 3 4 thì biết cỏ nó đơn giản vậy đó đúng không. Trong 7 trong trong 6 trường hợp cung cầu đúng không, 6 nhóm nến, 7 trường hợp cung cầu, nó y chang vậy đó, so sánh có không. Ở đây rút chân lên rồi, bắt đầu rút chân lên rồi. Đó, coi đi, coi rút chân lên nè. Vậy rõ ràng chỗ này là chỗ có phản ứng đúng không, chỗ này là chỗ có phản ứng, đám đông nó thấy giá này rẻ nó mua lên, nó mua nhiều luôn là khác, nó xem đây là cơ hội. Vậy cái ngày hôm nay rớt xuống đây chúng ta coi nó như thế nào, ở đây vẫn có phản ứng, vậy thì ở đây chưa xuống được, ở đây có phản ứng, ở đây có phản ứng, ở đây chưa xuống được đúng không. Đó, còn bây giờ full lực nè, bây giờ mà đóng cây này full lực mới là vui nè, cây này nè so với cây này nè. Đó, hai hai nhìn nè, hai cây này nè, hai cây này là bằng nhau, mà chỉ cây này chưa lên được, nó thể sẽ còn áp nữa, hoặc nó phải rút chân thì mới còn khả năng lên được. Nè, và một điều nữa, nếu đây là 30 phút thì nó sẽ dễ cho các bạn, sẽ thấy dễ hơn thông qua 5 phút, 30 phút vượt qua 5 phút sẽ thấy dễ, nhưng đây là 5 phút thì sẽ có trường hợp là chúng ta thấy cây đỏ là sao rút thêm cây xanh y chang như vậy luôn. Vì sao? Bởi vì 5 phút tiến trình nó diễn ra quá nhanh, tiến trình cung cầu nó diễn ra quá nhanh, cho nên rất dễ thấy giống như một cây xanh như vậy nó trả về cây đỏ, rồi cây xanh trả về cây đỏ, rồi cây đỏ trả cây xanh là bình thường. Còn những cái mà lúc nãy chúng ta phân tích đó là cái nguyên lý, nhưng nó phải là trên 30 phút, từ 30 phút trở lên à. Còn 5 phút thì nó sẽ bị nhiễu giống như vậy, hay còn gọi là bị nhiễu, tại vì 30 phút chúng ta bật sang 5 phút chúng ta sẽ coi được cái tiến trình nó đang chạy, còn 5 phút thì nó quá nhanh, nó vẫn có cái tiến trình đó nhưng nó rất là nhanh và chúng ta không nhìn ra rõ được cái bản chất của nó. Rồi nha, kiểm định cung cầu đúng đó, so sánh 1 2. Ừ đó, thuộc bài đó, volume lớn nè, đóng nến nè, các bạn thấy không, đóng nến nè, volume bán tháo mạnh. Xóa mất cái này ra, cái cô bấm xóa hết cái nó mất luôn cái video đó. Cái này vui nè, chúng ta sẽ thấy là cây này bán tháo rất là mạnh, xong rồi trong cái 5 phút này nó sẽ diễn ra cạn cung luôn, cây nến này nè, nó cái tiến trình của nó sẽ diễn ra cạn cung luôn các bạn. Có nghĩa là ở đây không diễn ra cạn cạn cung ở đây mà nó diễn ra ở đây, bởi vì cái cây này lúc đó chúng ta mà mở sẽ biết là những cái đánh forest nó sẽ dễ thấy này. Các bạn thấy nó bán tháo mạnh đúng không? Nó kéo cái râu xuống rút rồi rất là nhanh.
nó rút lên rất là nhanh, và bắt đầu khối lượng nó kéo lên rất là nhanh. Thì lúc đó cái tiến trình cạn cung nó diễn ra trong một cái khung nhỏ, một cái nến nhỏ của nó diễn ra. Ở đây là nó phải có khối lượng lớn, ở đây phải có khối lượng lớn, có nghĩa là mọi thứ mua bán nó dồn vô đây nè, khối lượng rất là lớn. Còn nó xảy ra nó cho chúng ta thấy cái chỗ này đang khựng lại một cái phương lực, một cái tín hiệu đảo chiều lên lại đó. Còn thường mà khung 30 phút thì dễ hơn, chúng ta nhìn thấy vừa đóng cái, ví dụ ở đây chúng ta thấy vừa đóng cây 5 phút, cây 3 phút đúng không, chúng ta bật sang 5 phút chúng ta coi, chúng ta sẽ biết được bên trong nó diễn ra như thế nào. Còn bây giờ 5 phút chịu, chúng ta không thể nào mở 1 phút mà coi được, nó không có ý nghĩa đó. Phân tích cung cầu là sẽ phân tích dạng như vậy đó. Rồi ok, xem anh em quý anh chị em còn có câu hỏi nào thì tôi sẽ giải đáp cho anh em luôn ha. Điều đó thì em có thể những khi nãy là BKC cân đang nói về cân cân dominant ha. Thường tôi đánh tôi cũng có rất là các bạn có đánh tôi cũng coi đó. Tôi đánh tôi sẽ nhìn trên chart và volume là nhiều. Tại vì những cái đó đều là cái tôi nhìn những cái đó là để chơi ngắn hạn, để chơi ngắn hạn. Cái này tôi cũng không có đánh on coi nhiều các bạn. Tôi cũng không không đánh on coi nhiều, đánh BKC vẫn là chân ái, vẫn là dễ đánh nhất. À. Rồi để xem có câu hỏi nào nữa giải đáp cho mọi người ha. Đoạn này canh lên, cứ canh lên bài vậy. Rồi thêm cái này nữa quên, bữa giờ có một cái bữa giờ đang nói nửa chừng cho anh nhớ vì cái sau đó quên mất. Có một cái là Fibonacci mà các bạn phải để ý. Cái Fibonacci cũng có nói các bạn là nó còn tại khắp nơi thì trong volume nó cũng luôn còn tại. Ví dụ các bạn thấy không, một cây xanh nó ra một cây đỏ 50% đúng chưa, đúng chưa? Các bạn có biết không, sau cây đỏ này nó ra một cái cây khối lượng nó cũng đang tỷ lệ vàng á, 61,8% hoặc là 50% cái khối lượng này á, các bạn tin không? Nếu có đấy, cái này là mốc, mốc này là đỉnh nha. Đấy, cái cây xanh này là 50%, cái cây này là 61,8%, đúng chưa? Đó, cho nên á, nếu mà phân tích về cung cầu thì các anh chị em, nhất là cái lớp biết cọt kèm 6 tháng, các anh chị em phải nhớ yếu tố này. Khi các bạn phân tích về cung cầu, các bạn để ý volume, các bạn cũng phải để ý nếu như có một cái khối lượng bán tháo mạnh, một cái cây volume lớn thì tương ứng nó không thể nào mà từ một cây như vậy xong nó kéo ngược về như vậy, thì lúc đó cái chạc đó là con shit coin, ba cái đồ quỷ coi rác đựng đất. Còn đúng nguyên lý nó ăn nó sẽ ăn dừng theo tỷ lệ vàng, giảm cũng giảm dừng theo tỷ lệ vàng. Đó là lý do tại sao phân tích cung cầu là nếu mà thấy có một cái cây volume bán tháo mạnh như vậy là chúng ta nên né. Bởi vì sao? Bởi vì nếu một cây mà nó bán ít này ít mới chứ ít hai nha, chứ ít hai nè, phải không? Ví dụ là ít ít một nè, volume bình thường gấp 2 lần, gấp 3 lần. Cho nên nếu mà chúng ta thấy có một cái lực mua mạnh hay là một cái lực bán mạnh thì chúng ta phải hiểu là không thể nào mà có một cái lực mua mạnh giống vậy à, trên gấp 2 lần mà xong nó rớt xuống một cái dưới dưới một lần là không có, nó là shitcoin. Có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu là nó sẽ có giảm đi chăng nữa nó cũng sẽ giảm dần. Đó là lý do tại sao các bạn biết cái BKC mà nhìn cây 5 phút mà nó lên một phát giống vậy nè, nó lên cây giống vậy nè, chúng ta sẽ buy. Vì sao? Bởi vì đây là khối lượng gấp đôi mức bình thường, gấp đôi gấp ba mức bình thường, thì nó có giảm hay là nó có tăng thì lúc đó cái volume của nó mà có giảm nó cũng sẽ giảm, còn dần 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 nó tăng á thì nó cũng tăng dần 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 lên. Tăng càng mạnh như cái cây này nó giảm thì nó cũng phải giảm dần dần, chứ các bạn thấy không có chuyện mà nó lên một cây gấp 3 lần, vượt gấp 3 lần xong nó quay lại dưới một lần, không có. Nó lên đây xong nó giảm xuống còn gấp 2 rồi về gần 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 ít một. Cho nên volume nó cũng mang cái yếu tố về nó tăng là tăng dần, giảm giảm dần, nó cũng mang yếu tố về về cái địa bàn, mình nhớ cái đó ha. Rồi nên các bạn hỏi thì cái cô nhớ cái nào mình sẽ nói những cái đó, những cái đó đều là những cái kinh nghiệm trong thực chiến ghi chép lại để trong quá trình train quan sát nó. Những cái đó là tiền không á, nó mang về cho anh em mình tiền từ trong trong marine không á, lượm tiền không á. Cho nên mỗi lần mà có một lực bán tháo mạnh cỡ này là con kêu chạy, còn phải coi cái hình thái nến nữa. Nếu mà full lực kêu chạy là như vậy, tại vì nó đã ra như vậy thế nào đó, nó cũng phải có những cây tiếp theo nữa,
Còn cái lực mua mạnh như vậy cũng kêu múc vô, dù cho nó có điều chỉnh hay nó lên thì nó cũng phải tiếp diễn, cũng nó có xuống đi nó cũng phải có mấy cây để xanh nữa, nhưng chúng ta vẫn còn ăn. Tại vì sao? Nếu mà đây là một cây xanh thì theo các bạn cây nến nó sẽ màu gì? Nếu đây là cây xanh mà ra tiếp một cây xanh, ví dụ nè, cây này cây xanh mà ra tiếp một cây xanh thì cây nến thì nó phải màu xanh. Mà cây nến này màu xanh có nghĩa là cái giá đóng cửa của nó phải trên giá đóng cửa cây này, đúng chưa? Các bạn hiểu không? Cho nên có nghĩa là nếu mà chúng ta mua từ mua cây này, chúng ta xem cây này chúng ta mua 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 ở đây, mà mua mua ở đây thì chúng ta biết chắc một điều, mua ở đây mà khối lượng nó gấp 2 gấp 3 lần thì biết chắc một điều là cái cây tiếp theo sẽ xanh, mà cây tiếp theo sẽ xanh thì có nghĩa là nó phải trên cái mức giá đóng cửa này. Vậy nếu mà chúng ta mua cái mức dưới mức giá đóng cửa đó thì khả năng lời chúng ta cực kỳ cao. Mở đây một coi, mở đây một coi, phải không? Xanh nè, xanh này nè, gấp 2 lần nè, đúng chưa? Bây giờ một cây xanh như vậy, thằng này nó yếu 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 nó cũng phải xanh, nó cũng phải ra thêm một cây xanh nữa, đúng chưa? Nó phải xanh, mà nó mà xanh thì nó phải trên giá đóng cửa cây này. Cho nên những cái cây D1 mà chúng tôi mà mở, mà ai mà tinh ý mở nhìn D1 đánh đó, của nó các bạn hơi bị dữ. Ví dụ như cây D1 này đi, nó volume lên gấp 2 lần, ở đây nó lên gấp 2 lần. Cây này là cây màu xanh này nè, cây màu xanh này nè, volume lên gấp 2 lần, đúng chưa? Cây màu xanh này volume lên gấp 2 lần nè, cây này gấp 2 lần nè, cây này gấp 2 lần nè, ba cây này volume gấp 2 lần, đúng chưa? Vậy chúng ta biết là chúng ta buy thằng này nó có giảm xuống cỡ nào thì nó cũng phải ra cây xanh, nó giảm từ từ mà nó ra cây xanh, giảm dần. Vậy mấy cây xanh này là nếu mà nó là xanh thì sao? Là nó phải đến giá đóng cửa nó phải cao hơn cây trước đó, hiểu không? Giá đóng cửa phải cao hơn cây trước đó. Cho nên nếu như đây D1 như vậy thì chúng ta xuống chúng ta bay dần ít nhỏ thôi, nó đi 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 hồi cuối cùng nó cũng xanh, mà nó xanh thì cái là chúng ta lãi đó. Thực chiến mà riêng kinh nghiệm nó như vậy. Rồi ok rồi, xem còn câu hỏi nào nữa không thì chúng ta tạm ngưng ở đây ha. Nè, ông cô nội đang phân phối rồi, phân phối cái bà nội nó chứ phân phối. Ngày liếc vô đảm nó không phải trong nhóm nào hết. Thằng này nè, đăng ký tháng 3 tháng 4 nó không nằm trong khi giải. Nó tháng 3 tháng 4 nó ngưng rồi. Phân phối rồi nè, nó nói phân phối rồi kìa. Nãy giờ hỏi nó mày nhìn vô đâu mà thấy phân phối rồi nha. Ok chưa? Rồi. Nếu volume cực lớn hơn cây trước mà thân nến lại nhỏ, nếu volume cực lớn hơn cây trước mà thân nến lại nhỏ hơn cây trước thì có nghĩa ý nghĩa gì? Phải nhìn cây nến cụ thể, bởi vì chúng ta sẽ nhìn râu nữa. Nếu mà râu nó càng dài, hai đầu râu nó càng dài có nghĩa là nó có xung đột rất là mạnh đó đó. Nếu như thân nến nó nhỏ hơn nhưng cái râu nó ngắn hơn thì vấn đề ý nghĩa nó khác nữa nha, nó khác nữa. À, thấy không? Cụ về đón kìa, rồi phân phối rồi đó, mấy thằng muôn đời thua, muôn đời chơi thua thiệt luôn, nó có biết con mẹ gì đâu. Đừng có chửi nó, các bạn đừng có chửi nó, thích thì chửi nó rồi đừng chửi nó, kệ mẹ nó đi, kệ nó đi đó. Đúng rồi, họ anh với anh hỏi nó nhìn đâu biết phân phối rồi, coi nó nói sao nó đéo nói được đâu, bảo đảm luôn. Nó nói em thấy nguyên cây đỏ rồi, em thấy nó phân phối rồi anh ơi, đã bảo đảm luôn, nó không biết gì đó. Đừng có chạy dạy nó đâu có đóng tiền, nó đâu có trả tiền cho mình đâu, dạy làm gì cho mẹ nó. Phải có những thằng nạp tiền như vậy thì mình mới lụm được tiền chứ. Đó, cây này nè, là thấy chưa ấy. Bạn cao không? Thành ra các bạn thấy không? Thành ra nó thấy cây này, cho dù nó có định là do cái cây volume chỗ này đi, thì đây là một cái cây này, trong khi nó phủ nhận hết toàn bộ luôn, phủ nhận hết toàn bộ cổng cụt. Tất cả từ đoạn này là khối lượng giao dịch tăng gấp đôi không à, đúng không? Bạn thấy không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là market 7 ngày cho nó ăn kẹo 5 ngày 6 ngày, ngày thứ bảy tán nó một cái, ngày thứ bảy tán nó một cái nó chửi market không ra gì luôn. Cho nên nó thầy với thằng đó, là nó khác nhau có một cây nến là vậy đó. Thầy với thằng nó khác nhau cây nến là vậy đó. Phương phó rồi kêu nó mày sell đi, mày sell đi, phương phó dữ chưa, sell đi. Rồi.
Dạ em đoán thôi, đúng thằng sai cãi cãi mẹ nó đi anh Quý ơi, cãi cái này đừng cãi bà đi, giỡn giỡn hơn chút thôi, mình biết vậy thôi kệ nó, có của nó trong nhóm cũng vui để mình biết được tâm lý của đám đông á. Với lại một điều nữa là khi mà chúng ta thấy một cái volume đỏ như vậy nè các bạn, mà nếu mà giá đóng cửa nó lao lên trên 50% của cây này và khối lượng cũng trên 50% của cây này thì đừng có dại mà nghĩ nó đang là sell nha. Ví dụ như cây này đi, nhưng chúng ta thấy là nó lao lên cái mức này, là giá đóng cửa mức này là trên 50% cây đỏ rồi, và cái khối lượng của cây là của chỗ này chắc chắn nó trên 50% cây này rồi. Tại vì sao? Tại vì cây này nó đâu có được x2 đâu, cây này chưa có x2 nhưng mà mấy cây còn lại volume nó đã gần bằng mức 1 rồi, thì có nghĩa là giá nó lao lên 50% và khối lượng cũng hơn 50%, cho nên đừng dại mà đi sell. Cho nên đánh á, phân tích về cung cầu là anh em mình phải tỉ mỉ nhìn nến từng đoạn như vậy luôn á, nhìn từng cấu trúc nến, so sánh tỷ lệ phần trăm của từng cây nến và cả cụm nến, thì cái đó là phân tích cung cầu. Cái đó nó khó không? Thực ra không khó, nó không khó, nhưng thời gian nó khó chỗ thời gian, chúng ta thực chiến nhiều luyện nhiều, tự nhiên đảm bảo các anh chị luôn, các anh chị nhảy như mấy con sói săn mồi á, có những lúc đó, nhìn vô một cái thấy vấn đề liền ôm tiền chạy. Tôi bảo đảm các anh chị một ngày đẹp trời anh chị sẽ làm được cái ngưỡng đó, ôm tiền chạy không bao lâu nó sập mấy ngàn giá luôn. Lúc đó cái cảm giác mà mình ôm tiền chạy nó không có sướng bằng cái kiểu mà mình chạy xong rồi cả đám á, nó đu đỉnh hay là nó khóc nó than, cảm giác nó vô mốt lắm. Đảm bảo các anh chị từ từ luyện được, họ đã đúng chạy xong nhìn con nó khóc nó sướng lắm nha, con nói hơi bị ác nhưng mà thật sự là như vậy. Thế cảm giác mà anh em mình rút tiền xong á, ngày hôm sau sập mấy ngàn giá, trời ơi, nó rất là vô mốt luôn. Và các bạn cũng như tôi thôi, dù cho tâm các bạn thánh thiện cỡ nào, các bạn gặp một vài lần như vậy các bạn cũng bị giống như tôi, bảo đảm luôn, bảo đảm luôn, từ từ sẽ có cái ngưỡng đó, mà đến cái ngưỡng đó rồi sẽ bị bệnh á, bị một cái bệnh mà tôi hay bị dính vào, cái bệnh tự cao á, cái bệnh mà cảm giác mình hơn đám đông, cái bệnh đó rất là nguy hiểm, cái bệnh đó rất nguy hiểm, nó làm cho mình xấu đi, xấu tính đi, mình hay coi thường đám đông đi, hơn trường cái chiến trường có người thắng người thua. Thôi 10:30 rồi, ba anh em nha, ba anh em mặc bài nhớ nè, anh chị em nhớ hiện giờ canh đất á, rất là tốt cho ripple. Ngày mai ngày mốt tôi sẽ up thêm một số bài về nổi cát của ông Trương ông đưa lên, những cái nổi cát đó đều đều là đối thủ đứng rồi, đều là đối đầu với Trung Quốc, mà đối đầu với Trung Quốc thì lúc đó các bạn biết Trung Quốc đó, nó vả tiền, nó sẽ bơm tiền, nó sẽ bơm tiền ra để nó ứng phó với cái nền kinh tế của nó đó. Chính vì như vậy tổng cung tiền sẽ tăng và ông Trump lại là hướng về ripple nữa, cho nên nó còn tăng rất rất dài, rất là mạnh. Vậy anh chị em mình phải tỉnh táo xác định thời điểm này làm sao để ngắn hạn vẫn có tiền mà dài hạn vẫn giữ được Bitcoin, về suy nghĩ thử xem làm sao ha. Chỉ có cách đó khi nó vượt qua 100k hay chậm 120k đúng không, thì anh em mình mới rút ra mua nhà mua xe được ha. Định hình thời điểm này xu hướng rất rõ ràng rồi, rất rõ nét rồi, mà không ăn nữa thì chịu. Và các bạn để ý thằng BlackRock á, thằng BlackRock là một trong những thằng mà quỹ mà bự nhất hành tinh này luôn, có nghĩa không có quỹ nào bự hơn nó luôn á, cả chính phủ luôn á, nó bự hơn cả chính phủ luôn á, mà nó kịch liệt, nó ôm Bitcoin, nó ôm Ripple, nó ôm từ lúc mà trước khi ông Trump bầu, trước trước khi ông Trump vô vô tranh cử luôn á các bạn, cái đợt vừa rồi trước khi ông Trump tranh cử nó ôm rồi đúng chưa, nó phải có nguyên nhân của nó đúng chưa, nó phải có nguyên nhân của nó. Và các bạn biết điều gì không, ông Trump ông bổ nhiệm một cái ông làm một cái ông vừa rồi cũng có một cái bài viết, ông Trump ông bổ nhiệm một cái ông làm bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ quốc phòng, cái ông này là một trong những cái hướng dẫn viên gọi là rất là hiệu quả cho cái đài truyền hình Fox News, Fox News, và cái đài truyền hình đó là BlackRock là sở hữu cổ phần rất lớn ở đài truyền hình đó, và đài truyền hình đó đặc biệt trong cái đợt này là ủng hộ ông Trump rất là nhiệt tình đó. Có nghĩa là chúng ta mắc xích lại nhiều cái thứ, chúng ta thấy có vẻ như thằng BlackRock nó biết trước cái điều gì đó à, và nó gom rất là nhiều, mà trong cái quyển viết cọ mô tả rồi,
chúng ta mà thấy cây to mà nó âm thầm nó gom hàng thì đó là hàng ngon, nên gom thì chúng ta không thấy BlackRock nó gom on coin, chỉ có chúng ta đi gom on coin thôi, chúng ta không thấy BlackRock nó gom con Near, chúng ta không thấy BlackRock ôm con Son, đúng không? Chỉ có chúng ta đi ôm thôi, đúng không? Tài khoản tôi đi chụp cho các bạn coi, tôi rút hết BKC à, rút 1.000 đô này, tôi rút hết BKC à, tiền đây, tôi rút hết BKC và Marine thì còn mấy trăm đô lắm đó này, chụp cho các bạn xem, đúng không? Nè, tiền nè, 39.900 mấy nè, BTC này có bút on đi, nó BTC là 0,4 BTC, được một nửa BTC rồi. Ai BTC bị chín mấy ngàn, ở đây 40.000 là một nửa rồi nè, 0,4 rồi nè, đúng chưa? Rồi, cái hình này nè, đó, đang long nè, đang long BTC lên nè. Đó, tàn tàn vậy thôi, on in đó rồi. Cũng vô on, cũng vô với con khác, cũng vô. Marine, xong, có tiền vô BTC, tại vì BTC còn đà tăng. Chừng nào nó lên trên 100 đô, trên 100 ngàn rồi nó bắt đầu mới bỏ bớt ra EKH, bỏ bớt một số con khác. Nào. Rồi, và thôi ba anh em nha, 10 giờ mấy rồi, ba anh em ha. Ngày mai là thứ năm, chúng ta có một cái buổi học chính thức của anh em với học viên. Ngày mai là thứ năm, à, có buổi học chính thức của anh em với học viên, 20:30 nha. Giáo trình thì soạn xong hết rồi, ngày mai cố gắng online học nha, ba anh em nha. Hôm nay thì có bên cộng đồng